Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Đô 5 Phút Review. Ở cuối tập trước, dấu ấn của những bậc vĩ nhân như Đấu Chiến Thánh Hoàng, Vô Thủy Đại Đế, Yêu Hoàng và A-di Đà Phật vẫn còn vang vọng trong dòng chảy thời gian. Diệp Phàm, trên hành trình khám phá bí mật trường sinh, đã đối mặt với những tàn niệm mạnh mẽ của họ. Anh đã chiến đấu với Thái Âm Nhân Hoàng và Thanh Đế, trải qua những trận chiến khốc liệt và bị thương nặng. Cuối cùng, anh gặp Độc Nhân Đại Đế, một nhân vật bí ẩn và đầy quyền năng. Cuộc đối đầu với Độc Nhân Đại Đế đã đẩy Diệp Phàm đến giới hạn của mình, khiến anh bị thương nghiêm trọng và phải đối mặt với những bí thuật đáng sợ. Hình ảnh Độc Nhân biến mất trong hình hài một cô bé đáng thương và cô đơn đã để lại trong Diệp Phàm những câu hỏi day dứt về sự sống và cái chết của vị Đại Đế này. Chuyển sang tập 480 của Già Thiên. Diệp Phàm rung động tới cực hạn, thân hóa thành một luồng hào quang đuổi theo, nhưng chung quy cũng không nhìn thấy gì, Độc Nhân tan biến, cô bé cô đơn mà đáng thương biến mất. Hắn không thấy rõ khuôn mặt, không thể xác định, chỉ có cặp mắt trong suốt khiến người ta khó quên, lạc ấn vào trong lòng hắn. Vì sao nhanh như vậy đã không thấy tăm hơi? Diệp Phàm thì thào, trong lòng dâng lên sóng gió ngập trời. Hắn nghĩ tới rất nhiều, cặp ánh mắt tinh thuần kia khiến trong lòng hắn chấn động, có điểm quen thuộc, có chút đáng thương, xúc động lòng người, trong lòng hắn bốn bề sóng dậy. Đáng tiếc, khi Độc Nhân hóa thành cô bé 3-4 tuổi, mặt nạ quỷ mới chậm rãi biến mất, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt nhoáng lên một cái rồi có một lớp sương mù hỗn độn bao phủ, không thể thấy rõ. Diệp Phàm xao động trong lòng, thật lâu khó có thể bình tĩnh lại. Hắn nghĩ tới rất nhiều, chẳng lẽ Độc Nhân cho tới bây giờ chưa từng chết đi sao? Chuyện này phải kinh người đến cỡ nào? Không nên vậy mới đúng, đủ loại dấu hiệu cho thấy, ở trên thế gian này không có người nào có thể trường sinh. Chuyện bất tử là quá mức hư ảo, ai cũng làm không được, dù là tất cả đại đế chí cường từ xưa đến nay. Cho dù có trường sinh, cũng phải vào tiên vực, ở thế giới này không có khả năng. Diệp Phàm trầm mặc giống như hóa đá tại chỗ. Hắn ngẩn người thật lâu nhìn lên bầu trời không nói gì. Hắn chỉ tin tưởng vào hiện tại, bất kể là quá khứ hay kiếp sau, đối với hắn mà nói đều là hư ảo, chưa bao giờ tin, từ đầu đến cuối cũng không tồn tại trong lòng hắn. Mà lúc này, hắn đã có chút mê mang, cặp mắt to đầy nước mắt kia, cô bé đáng thương kia, vì sao làm cho trong lòng hắn sinh nghi vấn? Trong lòng Diệp Phàm có điểm mờ mịt, thật sự có người làm được sao? Ở trên thế gian này có luân hồi bất tử sao? Điều này xung đột với nhận thức của hắn, làm cho hắn rơi vào mâu thuẫn. Thời gian qua thật lâu Diệp Phàm vẫn không nhúc nhích, điểm điểm mưa ánh sáng rơi trên người làm thân thể như sắp tan rã. Hắn gần như sắp hóa đạo. Ngay khoảnh khắc đó Diệp Phàm bừng tỉnh, hắn rõ ràng phát hiện mình ở bên bờ hiểm nguy, thiếu chút nữa đã hóa thành đạo tắc, dung nhập trong thiên phạt, trở thành một bộ phận trật tự quy tắc của thiên địa. Điều này quả thực còn đáng sợ hơn so với trải qua 10 trận huyết chiến sinh tử, chỉ kém một bước hắn đã hóa đạo, từ nay về sau không còn tồn tại nữa. Gần như tâm trí ta dao động, làm cho ta mê mang. Điều này, có lẽ mới là chỗ đáng sợ nhất cũng là chân nghĩa của đạo thiên kiếp này chăng? Bất luận thế nào, cứ vững tin vào đạo của mình, một đường đi tiếp là được. Diệp Phàm lẩm bẩm tự nói, dần dần thanh tỉnh lại, trong mắt bắn ra hàn quang sắc bén, tạm thời dứt bỏ hết thảy ý nghĩ vừa rồi. Đại đế kinh thế nhất, quả nhiên đáng sợ. Diệp Phàm tự nói. Độc Nhân chấn nhiếp muôn đời, lại có giọng nói chân thật và nhìn thấy cũng không giống tất cả đại đế khác, như là vẫn còn giữ lại ý chí sinh mệnh, lạc ấn ở trong thiên địa, mà không phải bị thiên kiếp chủ đạo. Diệp Phàm toàn thân vỡ nát, bí quyết chữ giả vận hành, máu màu vàng đảo lưu xương cốt, rốt rốt vang động, thật lâu sau mới chữa trị hồi phục trạng thái mạnh nhất. Khi hắn mở mắt ra lại, hai chùm tia sáng màu vàng bắn ra xuyên qua thiên kiếp, khiến các đại thánh ở bên ngoài lôi hải đều sửng sốt, trong lòng sinh ra cảm ứng, lộ ra vẻ mặt. Trong cung khuyết, thần sắc Diệp Phàm chợt ngưng trọng, vạn vật mẫu khí đỉnh xuất hiện thêm cái lỗ thủng thứ bảy, đây là bị đánh lên từ lúc nào? Hắn vẫn chưa nhìn thấy Độc Nhân xuyên thủng cái đỉnh này. Đây là dấu vết một hình người với đường cong tuyệt đẹp, rõ ràng là một nữ nhân lạc ấn trên vách đỉnh, trông rất sống động, có được một loại đạo vận thần bí chí cao. Diệp Phàm lẳng lặng đứng nhìn một hồi rất lâu. Sau đó đẩy ra cửa cung điện, lại kiên định đi tiếp tới tòa thiên cung tiếp theo ở phía trước bước vào, tìm kiếm. Hắn muốn xông xáo đến cùng, nhìn thử xem đến tột cùng sẽ gặp được ai. Tòa thiên cung thứ 8 phi thường to lớn,
như có như không có một loại lực lượng rất đặc biệt đang lưu động. Nơi này không giống như một cung điện cổ, mà như là nơi tiếp nhận vạn vật chúng sinh. Đúng vậy, loại cảm giác này thực chân thật, và cung điện này tuyệt không lạnh lùng, dường như có từng đạo thần chí ở trong này cầu nguyện, tụng kinh. Nơi này có vẻ thực thần bí, cung điện cực kỳ to lớn, bao la hùng vĩ, còn cao hơn so với núi cao, đứng sừng sững ở trong này, trấn áp càn khôn muôn đời. Là ai ở trong này? Diệp Phàm lòng đầy nghi hoặc, tòa cung điện này quá mức phi phàm, quá rộng lớn, làm cho người ta không kìm nổi phải thần phục. Diệp Phàm đẩy ra cửa điện, trong phút chốc, cảm nhận được một loại uy nghiêm tối cao, như là có một vị thiên đế oai phong ngồi ngay ngắn ở trên nhìn xuống hắn. Hơn nữa, ở giờ khắc này, một loại tiếng ồn ầm ĩ vọt tới xuyên vào trong tai hắn. Hắn từ bên ngoài tiến vào, thực không thích ứng, đây là một loại tương phản thật lớn, nơi này như là một thế giới khác, vô cùng vô tận. Nơi nơi đều là sinh linh, là tiếng hô, tiếng tụng kinh, tiếng cầu khấn, giao hòa cùng một chỗ đinh tai nhức óc. Đột nhiên ập tới trước mặt như vậy thật khiến người ta khiếp sợ. Hết thảy quá đột ngột, không thể hiểu được. Ở trong cung điện rộng dài có tất cả sinh linh vạn vực chư thiên, tất cả đều quỳ rạp trên mặt đất như là đang triều bái vô cùng thành kính, truyền ra âm thanh hiến tế cổ xưa. Đây là, sao lại thế này? Diệp Phàm quét ánh mắt sắc bén nhìn từng thân ảnh. Vạn linh cùng tồn tại, tất cả đều tràn ngập kính sợ, chúng sinh đều đang tế thần, toàn trường thật hoành tráng, thật không thể tưởng tượng. Như là có 3.000 cổ Phật đang tụng xướng, lại giống như có cả vạn ma tôn đang gào rống, xen vào cùng một chỗ, chấn động tâm linh, khiến người ta không thể khống chế phải lạy phục xuống, dập đầu triều bái. Đây là một toàn cảnh cực kỳ đồ sộ, chúng sinh đều cúng bái, vạn tộc cùng tôn một vị thần minh, truyền ra các loại thần âm, ầy vang động, đinh tai nhức óc, như là từ thời đại tiền sử kia vượt qua thái cổ truyền đến. Diệp Phàm lộ thần sắc ngưng trọng, xương trán vỡ ra một khe hở, bắn ra từng tia tiên huy lấp lánh, trong tiếng ầy xoạt xoạt, khi từng hư ảnh tan biến, tất cả đều hóa thành ánh chớp rồi biến mất. Hắn đối kháng với loại uy áp mênh mông này, phải càn quét từng hư ảnh sinh linh vạn tộc đang cúng bái tại đây, để quy tắc trật tự ở trong này dần dần quy về thanh tĩnh. Nói chính xác, đó không phải chân chính là âm thanh hiến tế, mà chỉ là từng sợi mắc xích trật tự. Tuy rằng biểu hiện rất chân thật, nhưng khác biệt so với thanh âm chân chính của độc nhân phát ra. Nhưng điều này cũng đủ để khiến người ta khiếp sợ. Đây tột cùng là loại người nào mà cần vạn linh cúng bái, cần tín ngưỡng thành kính, quỳ rạp trên mặt đất lễ kính. Bên trong xương trán Diệp Phàm bắn ra tiên huy càng hừng hực, từng bước một tiến lên, từng mảng lớn sinh linh quay về hư vô, hết thảy đều vì mắt xích trật tự đứt gãy. Tới sau lại, hắn cũng có phần kinh hãi, bởi vì có một số hư ảnh thực phi phàm, cực kỳ giống thần linh chân chính. Đây là một loại cảnh tượng gì? Mà ngay cả thần đều quỳ trên mặt đất, hướng tới thân ảnh uy nghiêm ở trung tâm cung điện kia, dập đầu cúng bái. Không chỉ có một, mà liên tiếp tới mấy chục vị rất giống là thần minh chân chính, đang thành kính dập đầu, cúng bái về hướng thân ảnh uy nghiêm kia. Diệp Phàm huy động nắm tay màu vàng, trong mắt nở rộ thần quang một đường quét ngang, những quang ảnh kia cuối cùng đều biến mất. Những sinh linh này đều không có chiến lực, từ tia chớp và đạo tắc hóa thành, bằng không Diệp Phàm phải đối mặt với cường giả tối cao của vạn tộc, thậm chí có thần linh. Cái loại cảnh tượng này thật không thể tưởng tượng. Tại trung tâm tòa cung điện, ngồi một vị chí tôn uy nghiêm, như là ngồi cao trên 9 tầng trời nhìn xuống vạn giới, trong vũ trụ lục hợp bát hoang, chỉ có ta độc tôn. Đây là một loại khí thế hùng tráng, có một áp lực khổng lồ tự nhiên khuếch tán ra, làm cho vạn vực chư thiên đều run rẩy, hết thảy đều là do một người ngồi trên bảo tọa kia. Cả thân thể người ấy tràn ra từng đợt hào quang, vừa rồi đủ loại cảnh tượng chúng sinh triều bái, vạn tộc cùng tôn, chính là từ ngàn vạn tia hào quang này chiếu rọi ra. Có thể nghĩ đến điều chân thật này đã từng phát sinh, ngày nay cũng chỉ là tái hiện lịch sử huy hoàng ngày xưa. Ở nơi người ấy có uy nghiêm vô thượng, khiến cho tất cả cường giả vạn vực chư thiên đều triều bái. Ai vậy? Ai mà có khí thế lớn như vậy, có thể nói là khí nuốt vạn dặm, hùng thị vũ trụ mênh mông, muôn đời chỉ có ta độc tôn. Diệp Phàm cảm nhận được một loại áp lực cực lớn, như là có từng đạo thiên đao cắt xé cơ thể. Hắn đứng đối diện với người này, muốn thấy rõ hết thảy. Người này lẳng lặng ngồi ở đó, sừng sững không nhúc nhích như bàn thạch, cứ như vậy lạnh lùng nhìn hắn, thân ảnh rất mơ hồ, nhìn không rõ. Bất tử thiên hoàng. Diệp Phàm nhìn chòng chọc vào người ấy thật lâu sau,
phun ra bốn chữ như vậy, tất cả dấu hiệu đều cho thấy, đúng chính là hắn. Từ xưa đến nay, ai có thể có uy thế lớn như vậy? Đế Tôn hẳn là có, thống ngự vũ trụ mờ mịt, chư thần cùng tôn kính. Nhưng người này thì không giống vậy, hẳn là không phải. Mà ở trên người hắn, Diệp Phàm cảm nhận được một loại quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Thiên Hoàng tử ngày xưa bị hắn đánh hạ có một ít bóng dáng của người này. Bất tử Thiên Hoàng ở thời thái cổ trong vạn tộc là một thần thoại không thể vượt qua. Ở thời kỳ đó, trên trời dưới đất chỉ tôn sùng một mình hắn, các tộc đều cúng bái. Ở trong lòng các tộc, hắn là một tồn tại vượt qua thần minh. Rốt cục gặp được rồi. Diệp Phàm lẩm bẩm. Nhiều năm qua bước trên con đường tu luyện như vậy, đến sau này, khi tiếp xúc với vạn tộc thái cổ, trong tai hắn đều sắp biến thành cái kén vì cái tên này. Các tộc tôn sùng bất tử Thiên Hoàng có thể nói là đạt tới cực hạn, kéo dài không suy giảm, đến nay vẫn còn đang truyền tụng. Thể chất của Thiên Hoàng tử từng được xem là đệ nhất thiên hạ, vượt qua mọi người không thể nghi ngờ. Bên trong có chảy xuôi thần huyết ngũ sắc, tu luyện một năm bằng người bình thường tu cả trăm năm. Huyết mạch chí cường cùng thể chất vô địch của hắn, làm cho Diệp Phàm, Thánh Hoàng tử đều từng tự mình cảm thụ, mặc dù trấn đè ép cũng cực kỳ khó có thể giết chết, nếu không vì đạo tâm hắn không đủ kiên định, thiếu sót mài dũa, chắc chắn là một trong những người đáng sợ nhất đương thời. Ngày nay, Diệp Phàm gặp được phụ thân của Thiên Hoàng tử, bất tử Thiên Hoàng là huyết mạch vô địch chân chính, là vạn tộc cùng sùng bái. Mặc dù thân ảnh mơ hồ, nhưng là như có như không hắn có thể nhìn thấy rất giống Thiên Hoàng tử, nhưng không có cái loại non nớt, cũng không có cái loại nóng nảy. Người này giống như núi cao như vực sâu, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó lại khiến tâm thần người ta đều phải sụp đổ. Khi Diệp Phàm đối mặt với hắn, toàn thân huyết khí màu vàng nhảy vọt lên, như là ngọn lửa cháy bừng bừng. Thần sắc hắn kiên nghị, ánh mắt sáng rực, đối mặt với chí cường giả được truyền tụng muôn đời này, không có một tia ý sợ hãi. Bất tử Thiên Hoàng đứng lên, thiên địa đều rung chuyển. Trong con ngươi hắn lưu chuyển tia sáng ngũ sắc, thân thể phi thường chân thật, giống như có máu thịt. Hắn nhìn chằm chằm vào cái đỉnh bị tàn phá trên đầu Diệp Phàm, yên lặng nhìn rồi sau đó từng bước một bước tới. Đây là một loại hạo kiếp thật lớn, hắn chỉ nhẹ bước chân tới, mà vạn vật chư thiên đều lay động lên, đại đạo thiên địa thì vang động. Hắn phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hà, có một loại khí thế khổng lồ không gì sánh nổi, người này thật sự không giống là người mà đích xác giống như một tồn tại vượt qua thần minh. Diệp Phàm ra tay, tung một quyền đánh tới, nắm tay màu vàng đánh nát hư không muôn đời. Bất kể là người nào, cho dù là bất tử Thiên Hoàng buông xuống, ngăn chặn trước mặt hắn cũng phải đánh hạ. Con đường này một khi bước lên thì không thể quay đầu lại, giống như hai bên là vực sâu vạn trượng, chỉ có đi tới phía trước, một đường huyết chiến, đánh giết mà lên tuyệt đỉnh, dùng thi thể hài cốt lấp đầy vực sâu trên đế lộ. Ầm ê một tiếng, hai nắm tay đánh vào nhau, bầu trời chấn động mãnh liệt. Quyền kình màu vàng nổ tung như là ngàn vạn tinh tú nổ nát, sáng lạn đáng sợ. Giờ khắc này khắp lôi hải trong khoảnh khắc đều bị chấn tiêu tan, cảnh tượng lộ ra trước mặt mọi người. Đó là ai? Chư thánh đều ngây dại, nhìn thấy từng tòa thiên cung to lớn, thấy được hai người chiến đấu kịch liệt đánh nát hết thảy, giống như hai vị thiên thần đang đại chiến. Bất kể là người thường hay là đại thánh tất cả đều kinh sợ. Người trong con ngươi lưu chuyển tia sáng ngũ sắc kia mặc dù ở cảnh giới thánh vương, nhưng cái loại phong thái của hắn lại giống như một vị thần tối cao. Mỗi cái giơ tay nhấc chân ung dung bình tĩnh, đều có một loại khí thế hùng tráng trời sinh, khắp vũ trụ trời đất mênh mông chỉ có hắn độc tôn. Đây là khí chất chiếm giữ thần vị tối cao mới có thể có được. Tất cả chư hùng đều run rẩy, mỗi người đều sợ hãi, Diệp Phàm ở trong biển thiên kiếp cuối cùng không ngờ vẫn còn đang chiến đấu, mà lại gặp phải đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. Thân thể bất diệt của Diệp Phàm xuất hiện vết rách, có thể thấy được xương cốt trắng xóa lẫn trong máu màu vàng, nhìn thấy mà ghê người. Rốt cuộc hắn gặp phải địch thủ nào? Quả thật rúng động lòng người. Các đại thánh sợ run, bọn họ linh giác sâu sắc hơn một ít, thấy được cảnh tượng vạn tộc cùng tôn sùng, chúng sinh cúng bái, người kia như là chủ tể vũ trụ, chư thần đều phải dập đầu cúi lạy. Chẳng lẽ là bất tử Thiên Hoàng? Ngưu Ma Vương cả kinh kêu lên, trong lòng run rẩy. Ở mẫu tinh của hắn đến nay vẫn còn tôn thờ vị thần tối cao trước thái cổ này. Cái gì? Mọi người đều như phát mộng, như bị sét đánh. Điều này quả thực giống như chuyên thần thoại, quá mức khó tin. Bất tử Thiên Hoàng trong truyền thuyết đều xuất hiện trong lôi kiếp,
Đây là loại nghịch thiên cỡ nào, trời xanh rõ ràng là muốn tuyệt sát thánh thể, không cho hắn quá quan mà. Đây chính là vị thần các tộc đều phải tôn sùng, không ngờ lại hiển hóa ở trong thiên kiếp. Một tà thần dị tộc cổ xưa rung giọng nói. Bất tử thiên hoàng uy vọng rất cao, có ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, từ xưa đến nay chưa bao giờ bị quên lãng, hết thảy về hắn chính là một bộ thần thoại, khiến người ta rung động. Nghịch thiên mà! Cổ yêu bách kiếp đạo nhân than nhẹ. Hộ đạo giả cổ lộ nhân tộc thích thiên thì sắc mặt trắng bệch. Điều này đối với lão mà nói thật sự là một tin tức tồi tệ, trên mặt lão lúc xanh lúc trắng, nắm tay siết chặt. Đế thiên, đại ma thần, nhân vương đều trầm mặt, nhìn chăm chú trong lôi hải, ánh mắt lấp lóe. Bọn họ có tín niệm vô địch, nhưng giờ phút này lại cảm nhận được một loại áp lực cực lớn. Quyền kình màu vàng cùng với thần quang ngũ sắc kia tới nhanh đi cũng mau, lôi hải hỗn độn ngay lập tức ép xuống lại bao phủ nơi đó, không thể nhìn thấy gì nữa. Ở bên ngoài, chư hùng đều kinh sợ trong lòng. Diệp Phàm đại chiến với bất tử thiên hoàng, thật sự là đánh tới mỗi một giọt máu đều phải thiêu đốt lên, xương cốt đều gãy nhiều chỗ, mà vẫn không ngừng giao phong, hắn liều mạng tắm trong máu. Hắn rốt cục ý thức được, đây là trời xanh làm khó dễ hắn. Từ lúc bắt đầu độ kiếp đến giờ, hắn đã trải qua rất nhiều đau khổ, mặc dù có bí quyết chữa y giả, thì cũng không có khả năng kéo dài không suy. Mỗi một lần chữa trị thương thể, đều cần thiêu đốt tinh huyết sinh mệnh màu vàng, nhìn như trong nháy mắt phục hồi như cũ nhưng chính là không ngừng tiêu hao lực căn nguyên. Từ khi bắt đầu đại chiến đến giờ, dù hắn có là một vị thần cùng không chịu nổi, nhất là gặp chủ tể vạn tộc bất tử thiên hoàng này, lại càng thêm nguy hiểm. Diệp Phàm nhờ ý chí cường đại chống đỡ hắn, chỉ vì người này là bất tử thiên hoàng, xưng tôn ở quá khứ, được xưng là vị thần tối cao, vì thế hắn muốn chiến một trận. Người như vậy xưa nay ít thấy, cách xa nhau muôn đời căn bản không có khả năng gặp được, ngày nay có cơ hội chiến một trận, làm cho chiến huyết màu vàng của hắn sôi trào. Nếu là những người khác đối mặt với địch thủ chí cường như vậy thì sớm sinh ra lo sợ, nhưng Diệp Phàm lại phấn chấn, cho dù thân thể không phải ở trạng thái tốt nhất, cũng mạnh mẽ kích phát tiềm năng. Một trận chiến này phải đánh đến cùng. Diệp Phàm quyết đấu với bất tử thiên hoàng, gần như là chuyện trong mơ. Nhưng hắn không phải không nghĩ tới, sau khi giết chết thiên hoàng tử hắn từng có ý niệm trong đầu như vậy, đều nói người này chứng được thần vị tối cao, chẳng lẽ thật sự tọa hóa trong lịch sử sao? Có lẽ một ngày nào đó sẽ gặp được chuẩn bị về sau của hắn. Ngày nay, không cần nghĩ nhiều gì khác, người này xuất hiện trong thiên kiếp cực kỳ khủng bố, quả thực trong cùng cấp không ai có thể là địch. Trên thân Diệp Phàm đổ không hề ít máu màu vàng, tuy nhiên cùng làm cho bất tử thiên hoàng phải trả giá không nhỏ, đồng dạng có máu ngũ sắc bắn tung tóe, hai người đánh đến thiên hôn địa ầm. A! Diệp Phàm thét dài, âm thanh chấn động lôi hải, kinh động bàn bác trong một tòa đại điện khác, hắn mở choàng mắt, muốn vọt tới tương trợ. Diệp tử! Ngươi không sao chứ? Không sao. Gặp gỡ một vị thần trước thái cổ, có hơi khó đánh. Ngươi không cần lại đây, một trận chiến này phải chính ta đến. Diệp Phàm truyền âm, không cho bàn bác đến gần. Một trận chiến này quá mức thảm thiết, chân thân Diệp Phàm đều bị đánh nát, mảnh xương trắng bay tung, máu màu vàng bắn vãi khắp nơi. Đây là một đại địch tuyệt thế. Đương nhiên, bất tử thiên hoàng cũng bị hắn chém ngang eo, ngọc thạch câu phần. Đồng cảnh giới chiến một trận, đại đế trẻ tuổi cũng phải liều mạng cố sức, mặc dù là thần cũng không ngăn được hắn. Diệp tử, ngươi không có việc gì chứ? Bàn bác phóng vọt tới, mạnh mẽ xông vào tòa đại điện này. Hắn vô cùng lo lắng, cảm nhận được một mùi máu tanh, cùng với đại chiến thảm thiết. Đừng tới đây, ta không sao. Chỉ là hôm nay đại chiến quá nhiều, thân thể không ở trạng thái tốt nhất, khiến ta có chút tiếc nuối. Diệp Phàm nói vậy nhưng không ân hận. Hắn quyết chiến với bất tử thiên hoàng, vô cùng phấn khởi và điên cuồng. Bàn bác tự nhiên không chịu rời đi, thủ hộ ở trước đại điện. Hắn rất lo lắng, một khi Diệp Phàm gặp nguy hiểm hắn sẽ phóng vọt vào liều lĩnh ra tay. Ầm. Máu màu vàng của Diệp Phàm nổ vang như tiếng sấm, khớp xương cả người kêu róc róc vang động, hắn gượng ép tụ tập tinh khí thần, để cho mình hướng tới trạng thái đỉnh phong, rồi rảo bước tiến lên. Hắn chiến tới điên cuồng, lại tiếp một lần va chạm kịch liệt, hắn và bất tử thiên hoàng đồng thời vỡ nát thành đống xương vụn, vô cùng thê thảm. Diệp tử, bàn bác kêu sợ hãi xông lại đây, rốt cuộc không kìm nổi, không thể để hắn tiếp tục chiến điên cuồng như vậy. Tiếng tụng kinh cổ xưa vang lên, đống xương trắng lấp lánh của Diệp Phàm dung hợp cùng một chỗ,
máu cùng bắt đầu chảy ngược, một lần nữa tạo thành một khối kim thân bất diệt sáng lóng lánh. Bên kia, thân thể bất tử thiên hoàng cũng hợp lại cùng nhau, ánh mắt lạnh lùng, tuy rằng tóc tai bù xù nhưng lại có một loại uy nghiêm tối cao, khí cơ khủng bố. Ngươi đi yêu hoàng điện đi, không cần ở trong này. Diệp Phàm cố ý bảo Bàng Bác rời đi, hắn phải huyết chiến đến cùng. Đại chiến lại bùng nổ, càng ngày càng kịch liệt, Diệp Phàm càng đánh càng hăng, giờ phút này hắn tạo ra dị tượng, đồng thời huy động lục đạo luân hồi quyền chưa từng có từ trước đến nay. Một trận chiến này đã kéo dài thật lâu sau, phi thường gian nan, cuối cùng Diệp Phàm giành phần thắng, bất tử thiên hoàng bị bổ thành hai nửa, đầy người đều là thần huyết ngũ sắc, khiến người ta chấn động. Nhưng, Diệp Phàm lại trầm mặc một hồi, bởi vì đại chiến với nhiều vị đại đế, thân thể sớm không còn ở trạng thái tốt nhất, như thế nào lại càng đánh càng mạnh, giết chết bất tử thiên hoàng. Điều này có phần không thích hợp. Bỗng dưng, hắn ngẩng đầu lên, ở chỗ sâu trong thiên cung hắn nhìn thấy một thân ảnh, đứng sừng sững trên bầu trời nhìn xuống, khiến hắn giật mình rùng mình một cái. Bất tử thiên hoàng. Như thế nào lại có hai người? Diệp Phàm nhảy dựng trong lòng, một người bị hắn bổ thành hai nửa, còn chưa trọng tổ lại được. Như thế nào lại xuất hiện một người? Không đúng. Vị này vốn vẫn ở đó, không nên nói là sao lại xuất hiện, mà chính là không hề bị chú ý tới mà thôi. Diệp Phàm bừng tỉnh. Khối thân thể này lơ lửng giữa không trung nhìn xuống phía dưới, càng thêm uy nghiêm, khí nuốt tinh hà, trong con ngươi hiện ra cảnh tượng mặt trời vỡ nát trăng rơi rụng, khắp vũ trụ đều sợ run ở dưới chân hắn. Bất tử thiên hoàng này còn cường đại hơn. Đột nhiên, Diệp Phàm nghĩ tới một bí tân, là thánh hoàng tử nghe lão phụ thân hắn nói ra, xưa nay ít có người biết. Bất tử thiên hoàng được vạn tộc cùng tôn thờ, vô số sinh linh tiến hành cúng bái hắn, niệm lực tín ngưỡng tinh thuần đó nhưng lại dựng dục ra một thần thai, hóa thành một thần, cùng hắn giống nhau như đúc, pháp lực vang dội cổ kim. Sau lại, chân thân của bất tử thiên hoàng lui ra phía sau màn ẩn cư, dùng thần này để thống ngự vạn tộc, chính mình thì bế quan tu luyện. Nếu không phải thời khắc cực kỳ trọng yếu sẽ không xuất hiện. Diệp Phàm lộ vẻ sợ hãi, cảm giác kinh sợ. Bất tử thiên hoàng thật sự quá cường đại, hắn bổ làm hai nửa kia hẳn là thần, mà không phải chân thân. Lúc này chân thân mới xuất hiện. Keng. Truyền đến một tiếng kim khí vang dội có thể đánh rách tả tơi vũ trụ, phía trên bầu trời, sau lưng chân thân kia một thanh thiên đao tự động ra khỏi vỏ, hừng hực chiếu sáng. Nếu vần thái dương cùng so sánh với nó đều giống như ánh đom đóm lập lòe. Trong hiện thực, thiên đao bất tử chân chính đến nay còn chưa xuất thế, không biết lưu lạc ở phương nào, là một kiện binh khí chí tôn từng tiếp nhận vạn tộc triều bái, mà đao này là với đạo tắc hiển hóa thành hình, bổ thẳng xuống. Cái đỉnh tàn phá trên đỉnh đầu Diệp Phàm phóng vọt lên, phát ra vạn tia mẫu khí va chạm với thiên đao bất tử. Tản ra hào quang chói mắt, địa phương này bị dập nát. Cung điện của bất tử thiên hoàng cũng bị hủy diệt, tất cả hết thảy đều tan biến, hỗn độn lôi hải nổ tung, mọi người bên ngoài chỉ nhìn thấy máu màu vàng vẩy ra, ngoài ra không còn thấy gì khác. Một lát sau, tiếng sấm ù ù lại lần nữa ngăn cách tầm mắt mọi người. Toàn thân Diệp Phàm đẫm máu, rất nhiều chỗ xương cốt lộ ra, xương trắng dày đặc, cái đỉnh trên đỉnh đầu gần như nổ tung, nơi nơi đều là vết rạn nứt, dường như chỉ cần búng nhẹ một cái nó sẽ ầm ầm vỡ vụn. Ở trên mặt xuất hiện lỗ thủng thứ 8, giống như một thanh thiên đao, lưu động một loại khí tức vô địch chí tôn, chấn nhiếp lòng người. Diệp Phàm quay đầu lại, cung điện bất tử thiên hoàng đều bị sụp đổ, chân thân bất tử thiên hoàng chìm sâu vào trong biển lôi điện hỗn độn, từ đó mất đi bóng dáng, không có lưu lại mảy may khí cơ nào. Không thể chiến một trận với chân thân kia, Diệp Phàm lòng có tiếc nuối. Trận đại chiến vừa rồi trong thiên cung quá mức kịch liệt, trời xanh không muốn thừa nhận cũng không được. Bởi vì hắn đã thành công đánh giết đi ra. Bất tử thiên hoàng thật sự quá cường đại. Diệp Phàm lẩm bẩm. Đây là một sự thực, người này tư chất ngút trời, được xưng là thần nhân trời sinh, có lời đồn đãi nói rằng bất tử thiên hoàng có thể là người của tiên vực hạ giới, còn có người nói hắn kỳ thật là một con tiên phượng chân chính, vì vậy mới có thể có được thân thể bất tử. Ở niên đại bất tử thiên hoàng xuất hiện quá cổ xưa, khó bề phân biệt thực giả. Tục truyền, hắn từng tranh chấp cùng đế tôn, dám chống lại. Cùng có lời đồn nói sau khi đế tôn tọa hóa hắn mới xuất thế, dẫn đầu tác loạn, cuối cùng thống ngự vạn tộc.
cũng có người nói là Đế Tôn chết đi rất nhiều vạn năm sau hắn mới sinh ra, chiến tích huy hoàng vô địch ngạo cổ Quán Kim. Cuộc đời của người này đều bị bao phủ trong sương mù, để lại quá nhiều bí mật. Từ thái độ của một ít cổ hoàng đối với bất tử thiên hoàng, có thể thấy được mấy phần quỷ dị. Đấu chiến thánh hoàng phụ thân của hầu tử khi còn trẻ tuổi rất tôn sùng bất tử thiên hoàng, mặc dù sau này thành đạo cùng vẫn mang kính ý đối với cổ nhân tiền bối, nhưng tới lúc tuổi già lại tự tay phá hủy đàn tràng của hắn. Đây là một câu đố muôn đời, đến nay cũng không ai có thể giải được đáp án vì sao. Đời sau, Vô Thủy Đại Đế cường thế nhập chủ Tử Sơn, chiếm cứ phần mộ của bất tử thiên hoàng, nhưng nghe nói từ trước đó bên trong Tử Sơn chỉ là trống không. Mà trên thực tế ở vô tận năm tháng trước cổ quan tài của bất tử thiên hoàng đã biến mất, rồi tiến vào tiên phủ thế giới ở Trung Châu. Đây cũng là nguyên nhân mọi người cho rằng bất tử thiên hoàng là một con tiên phượng, đồn đãi nói rằng hắn chết đi sau thời gian rất lâu lại tắm trong lửa niết bàn sống lại, vì vậy dời cổ quan tài vào tiên phủ thế giới, tiếp tục mưu cầu thiên duyên. Tóm lại, đây là một chí cường giả bí ẩn, muôn đời trước xưng tôn được các tộc sùng bái, để lại huy hoàng không gì sánh nổi, cùng với vô tận nghi vấn. Cuối cùng không thể chiến một trận cùng chân thân hắn. Cũng tốt, đợi đến khi ta cường đại hơn, trong lôi kiếp đại thánh tái chiến. Diệp Phàm lẩm bẩm nói, trên đế lộ này hắn còn phải đi con đường rất dài, cần khai quật ra tiềm lực trong mỗi một tấc huyết nhục. Diệp Phàm phỏng đoán, thời gian không còn bao lâu, nhiều nhất hắn còn có thể mở ra một tòa thiên cung, cũng là phù hợp với số 9 cực hạn. Lần hội ngộ cuối cùng này là ai đây? Hắn truyền âm nói với bàn bác, thời gian không còn nhiều, hãy nắm bắt thời gian tìm hiểu mảnh nhỏ đại đạo ẩn chứa trong máu đế kia, tinh luyện yêu hoàng cổ kinh, và nhất định phải thu lấy hai đoạn tiên xích. Hỗn độn mãnh liệt, hồ quang đang vào trở thành như một mảng đại dương mênh mông đáng sợ nhất. Mà ở trong đó, từng tòa thiên cung to lớn cùng tồn tại, cũng có rất nhiều lầu cát, hoặc nhìn phong cách cổ xưa tang thương, khí thế hùng tráng. Diệp Phàm toàn thân đẫm máu, chiến đến bây giờ mặc dù có bí quyết chữ y giả, tình trạng thân thể hắn cũng hỏng bét. Những địch thủ này đều là đại đế trẻ tuổi, người nào không phải thiên kiêu nhất của thế hệ. Mặc dù là đối mặt một vị trong đó, có thể còn sống sót đều xem như một loại thần tích. Mỗi tòa thiên cung đều rất to lớn, trên mái ngói sáng óng ánh giống y như thật, như là dùng thần kim qua muôn ngàn chế luyện mà thành. Căn bản không giống như tia chớp hóa thành, mà Diệp Phàm cảm thấy dường như đang thực sự dạo bước trong thiên đình cổ. Bậc thềm khắc lan chạm ngọc giống như cẩm thạch, đường phố rộng lớn, cung điện lượn lờ sương mù hỗn độn. Diệp Phàm nhắm chuẩn một tòa cung điện, cũng không biết bên trong là ai, lựa chọn rất tùy tiện không có theo quy luật gì, hắn đi nhanh tới đó. Lần này hắn có cảm giác thực đặc thù, tòa cung điện này nhìn như giản dị, nhưng mơ hồ có một loại khí vận trấn áp muôn đời, trong mái ngói lưu ly bình thường kia ẩn chứa sự bao la hùng vĩ, tản ra một khí thế hùng tráng. Diệp Phàm nhướng mày, cảm thấy lần này có thể lại trúng chiêu rồi, hẳn không phải là loại cổ nhân như bất tử thiên hoàng nữa chứ. Nhưng chân đã bước ra, không có đạo lý nào lùi bước. Cánh cửa cao lớn có khắc các loại phù văn, sấm rền chớp giật, như là có một đại đế còn sống đang ngủ say, không cho phép người ngoài quấy rầy. Diệp Phàm mới vừa chạm tay vào cửa liền gặp phải chấn động mãnh liệt, rồi ầm ĩ một tiếng, như là vòm trời vũ trụ sụp đổ, hắn bị áp lực hít thở không thông, toàn thân xương cốt đều kêu e rốt rốt ị vang động. Người này là ai vậy? Hắn dùng lực đẩy ra cánh cửa cực lớn phủ đầy bụi, hồ quang nổ bắn ra, làm cho bàn tay hắn máu chảy đầm đìa. Vang lên một tiếng nổ, bên trong cánh cửa cực lớn phát ra một loại tiếng vang trời sụp đất nứt, chấn cho linh hồn người ta đều sắp tiêu tan. Trước mi tâm Diệp Phàm một đám ngọn lửa sáng ngời do tinh thần lực hóa thành bùng cháy kịch liệt. Đây là một khí thế hùng tráng, cũng có một loại phong cách cổ, rung động lòng người, bên trong mơ hồ như có vạn vật chư thiên đang cộng minh, truyền đến tiếng chư thần đang triều bái. Một con chân long uốn lượn, một con tiên phượng dương cánh, một con bạch hổ phóng tới, một con kỳ lân ngóc đầu. Từ trong đại điện vọt tới giống như từ tiên vực giáng xuống hạ giới, rung động lòng người. Diệp Phàm tức thì ngẩn ngơ, trong đại điện này như thế nào đặc biệt như thế, thoáng cái liền lao ra bốn đầu sinh linh cường đại như vậy, chật ních lối vào đại điện, tất cả đều có chiến lực nghịch thiên, khủng bố ngập trời. Tiếng chân long ngâm vang động chín tầng trời. Tiên phượng bay lượn lông đuôi tươi đẹp xé rách vòm trời. Bạch hổ gầm rú, tiếng rống sụp đổ núi sông. Kỳ lân va chạm, tinh tú vỡ nát răng rơi xuống. Mấy loại sinh linh đồng loạt phóng tới,
cảnh tượng cực độ kinh người, đây đều là tiên thú cổ xưa, nhân gian không còn nhìn thấy, như thế nào tất cả đều hóa thành tia chớp buông xuống tại đây. Hỗn độn khí mãnh liệt, địa phương này muôn hình vạn trạng, khí tường hòa cuồn cuộn, tứ linh đều hiện, phát ra hào quang vạn trượng bao phủ nơi đây, như là thiên đế giáng xuống phàm trần tuần tra, có tứ linh thủ hộ ở bốn phương. Thật giống như chuyện thần thoại, ai nhìn thấy đều phải khiếp sợ. Sát! Diệp Phàm hét lớn, hắn thật không tin đây là cái gì tiên linh, nhiều lắm cũng chỉ là một đạo lạc ấn. Tiên không tồn tại ở hậu thế, không có khả năng tìm được dấu vết gì ở trong này. Hắn đi lên chính là tuyệt sát, các loại bí thuật đều xuất hiện, chiến đấu kịch liệt với tứ linh, toàn trường đẫm máu thực đáng sợ. Nguyên từ tiên quang bắn ra từng tia từng đạo, ngàn vạn tia thủy khí có thể làm cho thần hồn người ta cộng hưởng, cho đến khi tiêu tan. Giằng co cùng chân long, nổi cuồng phong xé rách càn khôn. Ngũ hành thần quang ở sau lưng Diệp Phàm hóa thành năm thanh bảo kiếm, đối chiến cùng con tiên phượng, tiếng len keng vang động, lông đuôi phượng hoàng ướt át tươi đẹp điêu tàn, máu phượng hoàng rơi vãi. Lục đạo luân hồi quyền chưa từng có từ trước đến nay, Diệp Phàm vung nắm tay màu vàng không ngừng va chạm kịch liệt với con bạch hổ kia, tiếng hổ gầm vang trời, hai người đều phát ra hào quang sáng lạn chói mắt. Đây là một trận đại chiến mà Diệp Phàm phải xuất ra toàn thân thế võ, liều mạng đấu cùng mấy con sinh linh này. Đây là lần đầu tiên ở trong lôi hải hắn gặp phải và chiến đấu với sinh linh hộ vệ bên ngoài đại đế. Thật sự là một trận chiến ngoài ý muốn. Chỉ đẩy ra cánh cửa to lớn của thiên cung, không ngờ lại gặp những sinh vật này, dường như chúng là tiên thú thủ hộ cung điện. Một trận chiến này, Diệp Phàm gặp phiền toái lớn, trong thiên cung không chỉ có bốn loại sinh linh này, khi đại chiến một lúc lâu sau, Huyền Vù, Đằng Xà, Côn Bằng cũng xuất hiện, tất cả đều ào tới tấn công, vô cùng khủng bố. Cảnh tượng kinh người, làm cho hắn hoài nghi mình đi lạc vào thời đại thần thoại, mới gặp được các loại cổ thú chí cường này, không ngừng chinh phạt, khí tức mãn hoang ập vào mặt. Hơn nữa lúc này tất cả phù văn cổ xưa trên cánh cửa cực lớn kia đều phát sáng, hóa thành đạo đạo hư ảnh, có tiên dân thượng cổ, có sinh vật tiền sử. Cùng nhau hiển hóa tấn công lại đây. Đồng thời trong lúc đó, trong cung điện có thiên binh thiên tướng đánh tới, cho dù toàn thân Diệp Phàm là sắt thép cũng phải bị nghiền nát. Trong phút chốc hắn bị thương nặng, máu màu vàng phun tung tóe. Hắn lập tức biết được người trên bảo tọa trung tâm kia là ai, vì thế khí nuốt vũ trụ lớn như vậy, ở niên đại cổ xưa đó cùng chỉ có một người. Đế Tôn. Trừ Đế Tôn ra, thật sự khó có thể tưởng tượng còn có ai thành lập thiên đình cổ, thống ngự chư vực, ban bố pháp luật, chư thần cùng tôn sùng. Đây là một người vừa huyền ảo vừa thần thánh. Diệp Phàm liều chết kịch liệt xông tới, đi vào bên trong cung điện. May mà vô số đại quân chỉ là tấn công một trận, rồi sau đó liền như sóng thủy triều rút lui. Bằng không, chỉ riêng đám chân long, tiên phượng, bạch hổ, Côn Bằng khủng bố tuyệt thế kia, dù là thiên kiêu một thế hệ bị bọn chúng bao vây một thời gian dài cũng phải nuốt hận. Cũng chỉ có Đế Tôn mới có thể có phô trương lớn như vậy, mới có vạn cổ cùng tôn sùng, bằng không sao có thể có sinh linh cổ xưa thủ hộ tại đây. Quả thật khiến người ta không thể không cảm khái, Đế Tôn chí cao vô thượng. Diệp Phàm toàn thân đẫm máu. Hắn vừa xuyên qua bức tường người thiên binh thiên tướng, ở phía sau hắn từng đạo thân ảnh đó chậm rãi tan ra, đến khi biến mất không thấy. Chỗ sâu nhất trong đại điện, nơi đó một mảng mơ hồ, hư không đều vặn vẹo, dường như có một người đang ngồi ngay ngắn, lại giống như cái gì cũng không có. Diệp Phàm đi tới trước, hai chân lưu lại trên sàn cung điện hai vệt máu màu vàng, hắn tận khả năng cố gắng lớn nhất để thể xác và tinh thần buông lỏng. Hắn chỉ sợ kế tiếp sẽ có một hồi ác chiến trước nay chưa có, hiện tại trạng huống thân thể hắn thật sự không tốt lắm, nhưng vì vạn vật mẫu khí định hắn phải kiên trì. Trong lòng hắn rất rõ ràng, cứ tiếp tục chiến như vậy rất hữu ích cho cái đỉnh của hắn. Va chạm cùng các binh khí đế, phá rồi sau đó lập, một lần nữa luyện chế sẽ càng mạnh hơn xưa. Từ từ hắn đến gần trung tâm đại điện, trên bảo tọa kia dường như có một ngọn núi lớn vắt ngang, áp bức khiến hắn hít thở không thông. Một loại khí tức chí cao chí đại chí tôn chí cường cuồn cuộn mãnh liệt ập tới hướng Diệp Phàm nơi này, giống như có một vị thiên thần tối cao đang nhìn xuống sinh linh. Diệp Phàm đột nhiên biến sắc. Người này quá mức cường đại, trấn áp vạn giới chư thiên, cổ kim chỉ có ta độc tôn, khiến người ta không kìm nổi phải quỳ xuống thần phục. Ngay phía dưới bậc thềm kia, chư thần đều đang dập đầu triều bái, tràn ngập kính sợ, không ai dám ngẩng đầu. Ai cũng không thể nhìn thấy thân ảnh trên bảo tọa trung tâm kia. Có thần toàn thân phát sáng, có thần dựng thân trong bóng đêm, có thần bao bọc trong tiên vụ,
có thần cắn nuốt hào quang sáng ngời. Mỗi người đều vô cùng thần dị, thần thánh tường hòa và âm u khủng bố cùng tồn tại, tất cả đều đang triều bái một người. Các thần của vạn vật chư thiên đều đến yết kiến, cùng tôn thờ một đế chủ chính là Đế Tôn. Bầu không khí tại trường còn hoành tráng hơn so với Bất Tử Thiên Hoàng. Thiên địa quỷ thần cùng triều bái Đế Tôn. Như có như không, hình như có một câu như vậy vang vọng, là từ thời đại thần thoại, mênh mông cuồn cuộn truyền đến thời không ngày nay. Trong lòng Diệp Phàm chìm xuống, hắn nghĩ tới tình huống xấu nhất, một đối thủ như vậy khẳng định tuyệt thế khủng bố, có lẽ hắn thật sự phải ngã xuống ở trong này, máu tư nhuộm đế cung. Đại đế cổ chưa nói tới ai mạnh ai yếu, bởi vì chưa từng gặp nhau, chưa từng có tiến hành đế chiến, nhưng Đế Tôn có thể nói chính là một người đặc biệt. Đủ loại dấu hiệu cho thấy ở thời đại đó có lẽ không chỉ có một vị đại đế, hoặc là nói thời đại của các vị đại đế cách nhau rất gần, giống như nối tiếp nhau. Luân âm đại đạo vang lên, cả tòa cung điện đều là tiếng kinh văn, thiên binh thiên tướng biến mất, hóa thành từng cái phù văn một chìm sâu vào trên vách tường, vào các cây trụ chạm rồng to lớn kia, trở thành vết chạm khắc. Hơn nữa, chân long, tiên phượng, bạch hổ, côn bằng các đại tiên thú cũng quay về đạo tắc lôi hải không còn thấy bóng dáng. Cuối cùng, chư thần đang triều bái tại đây, từng người một nối tiếp biến mất, dung nhập trong lôi hải. Diệp Phàm nhìn không hề chớp mắt, từ đầu đến cuối đều nhìn vào thời không vặn vẹo kia, nhìn chằm chằm vào bảo tọa mơ hồ kia. Mãi tới lúc đi tới gần, hắn vô cùng kinh hãi, nơi đó lại trống rỗng. Đế Tôn không ở đó, từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện. Ở trong hư không vặn vẹo kia chỉ có một cái đỉnh lớn, nằm trên bảo tọa đế, căn bản là không có thân ảnh của Đế Tôn, chính là nó phát ra khí tức bể nghệ vạn giới chư thiên kia. Trống không, không ngờ là trống không. Diệp Phàm sợ run, chịu đựng uy áp lớn lao tới gần bảo tọa, gần gùi quan sát cái đại đỉnh phong cách cổ xưa. Đúng thật không có người nào, Đế Tôn chưa từng hiển hóa. Thiên địa này chưa từng khắc theo nét vẽ đạo ngân của Đế Tôn sao? Diệp Phàm vô cùng nghi hoặc trong lòng. Không chỉ lần này, lần trước khi thành thánh hắn cũng từng đi vào một tòa cung điện lớn, gặp được vạn vật nguyên đỉnh này, nhưng cũng không nhìn thấy Đế Tôn. Trên bảo tọa, cái đỉnh cổ màu xanh biếc chợt di động, phun ra nuốt vào tinh hà nhật nguyệt, có một loại khí tức chí tôn. Trên vách đỉnh có chạm khắc vạn linh, cũng có cảnh tượng khai thiên lập địa. Kết quả này thật khiến Diệp Phàm kinh ngạc, đến nay vẫn không thể chiến một trận với Đế Tôn. Chẳng lẽ Đế Tôn hoàn toàn bị thiên địa làm tan biến, vĩnh viễn không thể xuất hiện đạo ngân? Diệp Phàm thờ dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng cũng có một loại tiếc nuối. Đột nhiên, cái đỉnh xanh chấn động, uy áp bàn bạc kinh người đánh ập tới phía hắn. Diệp Phàm thúc động cái đỉnh, vạn vật mẫu khí buông xuống, đón tiếp một kích chí cường đó. Rắc e một tiếng âm vang của kim khí, trên vách đỉnh lại bị xuyên thủng, xuất hiện một cái lỗ thủng lớn hình cái đỉnh. Tiếp theo, cái đỉnh xanh lại một lần nữa đánh tới, buông xuống tiên phượng, tiên dân nguyên thủy, thần niệm hỗn độn, bao gồm đủ loại sinh linh vạn vật. Ầm ê một tiếng, cả tòa thiên cung đều sụp đổ, Diệp Phàm hợp lực cùng vạn vật mẫu khí đỉnh phát lực, đối kháng với tiên khí tối cao của thiên đình cổ. Đây là một hồi hủy diệt, khắp thiên kiếp đều bắt đầu tan rã, như là đại kiếp nạn thời tiền sử, quét ngang khắp tinh vực, hủy diệt hết thảy sinh linh. Ngoại giới, chư hùng đều hoảng sợ, tất cả vội thối lui. Kinh sợ nhìn cảnh tượng này, không dám tới gần cho dù là nửa bước. Diệp tử, ngươi không sao chứ? Bàn bác kêu to. Đế cung đổ nát, Diệp Phàm chìm nổi ở trong lôi hải hỗn độn như là một khối tử thi. Bí quyết chữ y giả khi tự hành vận chuyển, tụ tập các mảnh xương và máu trọng tổ lại. Vừa rồi, hắn lại bị chấn vỡ nát tan tành. Tuy nhiên cái đỉnh xanh kia cũng tiêu tán, không còn xuất hiện. Về phần cái đỉnh của hắn, lúc này trở thành một đống mảnh nhỏ, hoàn toàn không còn hình dạng gì, không có một chút hình dáng của binh khí. Ta không sao. Diệp Phàm lau vết máu nơi khóe miệng, đứng lên, phóng mắt nhìn lại, tất cả thiên cung đều đang chậm rãi biến mất, ẩn vào trong biển lôi hải. Hắn không nói một lời, ngồi xếp bằng trong biển hỗn độn, miệng tụng tiên kinh, bắt đầu một lần nữa rèn cái đỉnh, nhận lôi điện tẩy luyện, dùng thiên kiếp là lửa, dùng hỗn độn là nước, rèn đúc lại các mảnh nhỏ cái đỉnh. Địa phương này lập tức bắn ra hào quang bốn phía, tiên khí dâng lên, vang lên các loại tiếng tụng kinh, một cái đỉnh lớn thành hình, trên vách đỉnh xuất hiện các loại sinh linh, như là có sinh mệnh sắp sống lại. Hắn khắc theo nét vẽ cổ tự bên trong cổ quan tài do chính con rồng kéo trong đó, khiến cả vật thể thần niệm trong đỉnh sáng lấp lánh, như tắm trong lửa sống lại,
làm cho cái đỉnh càng thêm phong cách cổ xưa và khí thế hùng tráng, có một loại khí cơ trấn áp thiên địa. Trong cái đỉnh thần niệm ngồi xếp bằng, toàn thân sáng lóng lánh, nó như tắm trong lửa sống lại. Mặc dù vừa rồi trong trận chiến liên tiếp với đế binh, cái đỉnh bị đánh nứt vỡ tứ tán nhưng lúc này đã khôi phục. Diệp Phàm miệng tụng kinh văn, một cái lại một cái cổ tự lạc ấn trên vách đỉnh, làm cho cái đỉnh càng ngày càng thần bí khó lường. Thần liên trật tự kỳ bí đang vào, làm cho nó có một loại khí cơ tiên đạo, càng thêm mênh mông bàn bạc. Diệp Phàm thu được kinh văn từ trong cổ quan tài đồng thau chính con rồng kéo kia, đến nay vẫn không thể hiểu được, hoàn toàn không giống như kinh văn của thế giới này, trước sau không nối liền được, không thể xem là pháp. Ngày nay tác dụng lớn nhất của kinh văn đó là rèn luyện cái đỉnh, tất cả cổ tự đều luyện vào trong đỉnh, luyện chế cái đỉnh vạn biến. Thần niệm trong đỉnh ngày ngày mặc tụng, hào quang như mặt nước làm dịu cái đỉnh này. Lúc này, Diệp Phàm dùng thiên kiếp là lửa rèn luyện vách đỉnh khắc ra một bức lại một bức đồ án, tiên cầm thủy thú, tranh hoa điểu ngư trùng, tinh hà tuyên cổ bao hàm toàn diện cái gì cần có đều có. Lôi quang nhấp nháy, hào quang vạn trượng, dấu ấn khắc sâu rõ ràng trên đỉnh, vạn linh như là có một loại dao động sinh mệnh muốn rời vách đỉnh mà ra, như được giao phó cho linh hồn. Diệp Phàm dùng hỗn độn là nước rót vào trong đỉnh, tiến hành làm lạnh và làm dịu. Một lần lại tiếp một lần rèn luyện, mài dũa thành một cái đỉnh kiên cố, nặng nề lơ lửng nơi đó, phong cách cổ xưa tự nhiên. Tới cuối cùng, Diệp Phàm hợp lại một thân đạo hạnh, hợp lực cùng thần niệm trong đỉnh, chung sức làm vỡ nát cái đỉnh, rồi một lần nữa luyện chế lại. Đây là xứng với cái tên qua muôn ngàn gọt dũa, không một chút nương tay, khắc theo nét về đạo tắc và các loại đồ án, chỉ cần có một chút tì vết nào cùng không tính thông qua. Hắn muốn rèn luyện thành cái đỉnh mạnh nhất, rèn luyện trong thiên kiếp, nóng chảy trong biển hỗn độn, dung hợp hỗn độn, lấy ra đạo hòa tiên thiên, hóa thành một lò, luyện chế thành đạo binh. Đây là binh khí duy nhất của Diệp Phàm, sẽ chinh chiến cả đời với hắn, không thể thiếu sót một điểm nào, tương lai bất kể hắn có thành đạo hay không, cái đỉnh này đều sẽ từng bước thăng cấp, sẽ không lạc hậu với người ta. Long hổ tương tế, hỗn độn rèn đúc, lôi quang rèn luyện, cái đỉnh càng ngày càng phong cách cổ xưa, tự chủ phát ra tiếng gầm rú. Đây là luân âm đại đạo, cộng minh cùng chư thiên trên thế gian. Mặt trên có từng đợt đạo ngân hiện lên, rồi sau đó vang lên một tràng tiếng long ngâm, một con chân long vọt ra từ miệng đỉnh nhảy lên bầu trời, chấn động vòng trời. Tiếp theo là một tiếng phượng hót, một con thần điểu xinh đẹp từ trong đỉnh vỗ cánh bay vọt lên tận trời cao, lông đuôi màu sắc rực rỡ sáng ngời, nó dương cánh hót vang, xé rách vòng trời. Kế tiếp, một vị tiên dân thượng cổ đi ra, dung hợp cùng đạo cùng một chỗ, trở lại nguyên trạng cường đại kinh người, từng bước một bước lên trời, bước vào vũ trụ. Tiếp theo là một con hỗn bằng phóng thẳng lên trời cao, toàn thân rực rỡ lóa mắt như hoàng kim luyện chế thành, nó lên cao 9 vạn dặm như diều gặp gió, làm cho vũ trụ nổ va như tiếng sấm, chấn động mọi người ở bên ngoài. Trước sau cộng tất cả 9 loại sinh linh xuất thế, vọt ra, hiển hóa ra pháp thân uy thế ngập trời, làm cho khắp biển hỗn độn sôi trào. Cái đỉnh của Diệp Phàm luyện chế thành, trên vách đỉnh có vạn sinh linh, vô cùng vô tận, ngày nay cùng chỉ là xuyên qua vách đỉnh mà ra một số đại biểu, toàn bộ còn nhiều. Ở bên ngoài, mọi người đều cảm giác được từng cổ khí tức cường đại, rồi thấy tiên thú lao ra, có cả tổ tiên thượng cổ uy thế ngập trời, bể nghệ tứ phương. Thế nhưng, không có người nào biết là từ đâu, còn tưởng rằng là một bộ phận của thiên kiếp, tất cả đều trố mắt nhìn trân trối, cảm thấy càng thêm không hiểu, không thể tưởng tượng chuyện gì xảy ra. Trong biển hỗn độn sấm rền chớp giật, cái đỉnh của Diệp Phàm hoàn toàn đạt tới hoàng mỹ, đạt tới cảnh giới thánh vương như hắn. Diệp Phàm có cảm giác hai bên đồng bộ, có một loại huyết nhục tương liên. Cuối cùng, cái đỉnh lớn phong cách cổ xưa bắt đầu nuốt trời, chân long, tiên dân thượng cổ, côn bằng, tiên phượng, toàn bộ được thu về, lạc ấn trên vách cái đỉnh, chân thật quay quanh, muôn hình vạn trạng. Đồng thời giờ khắc này, nó bắt đầu phun ra nuốt vào tinh khí thiên địa, toàn bộ hút vào tinh huy nhật nguyệt trong tinh không vũ trụ, bổ sung thần năng cho chính mình. Bên ngoài lôi hải, thiên địa lập tức ảm đạm xuống, giống như ngày tận thế, các loại ánh sáng và tinh khí toàn bộ chìm sâu vào trong thiên kiếp, bị nó nuốt vào sạch sẽ. Đồng thời ngay lúc đó, cơ thể Diệp Phàm ầm ầm vang động, tự chữa trị thương thể. Mỗi một khớp xương đều rung chuyển, máu thịt cùng rung động, toàn bộ thân thể kêu vang, ông ông. Tinh hoa thiên địa, tinh huy nhật nguyệt rơi xuống, ngoại trừ rơi vào trong miệng đỉnh, cũng rèn đúc, thanh tẩy mỗi một tấc cơ thể trên người hắn,
giúp hắn khôi phục nguyên khí. Trong một loạt trận chiến vừa qua, Diệp Phàm bị thương cực kỳ nghiêm trọng, các loại lôi kiếp hóa thành đại đế thiếu chút nữa đánh cho căn nguyên hắn tiêu tan. Lúc này rốt cục hắn thở phào một hơi, bắt đầu chữa trị. Sau khi tia chớp hình người hóa thành đại đế biến mất, hết thảy gì khác đều không thành vấn đề. Tới sau lại, trong xương trán hắn bước ra một tiểu nhân màu vàng bàn nắm tay, há mồm hút một cái, thiếu chút nữa nuốt sạch lôi hải. Lôi quang đầy trời toàn bộ rót vào trong cái đỉnh cùng thân thể Diệp Phàm và tiểu nhân màu vàng, trở thành một loại tinh hoa tiên thiên hóa thành thần năng bổ sung vào. Máu thịt của Diệp Phàm rung động, xương cốt kêu rung rốt, như là một khúc tiên âm không ngừng vang lên, dời máu tạo tinh thần, trọng tố thánh thể, làm cho hắn càng cường đại hơn. Nguyên khí rất nhanh bổ sung, căn nguyên dần dần tràn đầy lên. Còn cái đỉnh trên đầu hắn cũng tự nhiên khí thế hùng tráng, ngưng kết cùng hắn thành một thể. Tới cuối cùng, hỗn độn khí cũng bị Diệp Phàm và cái đỉnh nuốt hết, không ngừng nạp vào, cả vật thể phát sáng phóng ra một lực lượng bất hủ. Đạt tới cảnh giới Thánh Vương là có thể luyện hóa hết thể lực lượng căn nguyên, ở bất cứ một hư không vũ trụ nào đều không cần lo lắng thần năng hao hết, bởi vì có thể hấp thu rất nhiều thần năng từ hư không, hỗn độn, tinh tú. Toàn thân Diệp Phàm phát sáng bắn ra từng đám tiên hà, trở thành một vật thể phát sáng. Mà lúc này cái đỉnh cũng không còn phong cách cổ xưa nữa, nó bộc phát ra một đoàn tiên quang hừng hực, dị tượng kinh người. Ở bên ngoài, mọi người không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm nhận được có dị thường, các loại thần năng tụ tập nơi đó, như là có một cái hắc động vũ trụ đang cắn nuốt hết thảy, rồi chìm sâu vào trong lôi hải. Đã xảy ra chuyện gì? Giống như có một con thiên thú thần thoại trong truyền thuyết đang nuốt thiên nạp địa. Các thánh trong lòng đều ngưng trọng. Các loại ánh sáng tinh tú rơi xuống, tụ tập về hướng lôi hải, toàn bộ rơi vào cảnh mờ mịt, trở thành một hải dương màu bạc. Hơn nữa, tới giờ khắc này thiên kiếp biến mất, hỗn độn cũng đang giảm bớt. Toàn thân Diệp Phàm trong suốt không nhiễm một hạt bụi nhỏ. Hắn điều trị xong thương thể, lúc này khí huyết tràn đầy, từ thiên linh cái bắn ra một luồng kim quang rực rỡ, xỏ xuyên qua vũ trụ, mà cái đỉnh thì chìm nổi trong kim quang đó. Hắn mở choàng hai mắt, đôi mắt sáng lạ như tinh hà, bên trong có tinh vực, có vạn vật thế gian, khiến người ta kính sợ. Cơ thể màu đồng cổ cao lớn cường kiện, sáng óng ánh đặc biệt của kim thân bất diệt, tóc đen dài rậm tung bay xõa trước ngực và sau lưng, hắn bật người đứng dựng lên. Xoạt! Trước trán hắn, tiểu nhân màu vàng ôm lấy cái đỉnh đã thu nhỏ lại, bước từng bước trở về trong tiên thai, cả người nó giống như một thần linh, trở thành duy nhất trong thiên địa. Nơi ánh mắt hắn quét qua, hư không sụp đổ, hỗn độn lan ra, thiên kiếp tan biến, giờ khắc này hắn chân chính tấn chức cảnh giới Thánh Vương, khí nuốt núi sông, cường đại đến cực điểm. Diệp tử, ngươi rốt cục thành công rồi. Bàn bác vẫn luôn khẩn trương thủ hộ ở một bên, thờ phào một cái, trong mắt nhấp nháy nói. Hắn lưng hùng vai gấu, cao tới gần một trượng, như là một tòa thiết tháp, gân cơ bắp thịt nổi cuồn cuộn như rồng. Ở trong tay hắn, có hai đoạn tiên xích lóng lánh ánh vàng xanh, không còn sao động, sớm đã bình ổn lại. Ngoài ra trong hư không có một cái đỉnh sức mẻ rỉ sét loang lỗ. Bàn bác ở trong Yêu Hoàng Điện có cơ duyên rất lớn, từ trong mấy giọt máu đế kia hắn thu được mảnh nhỏ đại đạo, có ẩn chứa một bộ phận chân nghĩa của Yêu Hoàng Cổ Kinh, là báu vật vô giá. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất vẫn là tiên xích, đây là hai trong năm đoạn của đế binh cực đạo, nếu như có thể chữa trị ắt sẽ làm cho mọi người khắp cổ lộ nhân tộc điên cuồng. Hiện tại huynh đệ chúng ta liên thủ đi ra ngoài, xem ai dám trêu chọc. Nếu dám khi dễ chúng ta, toàn bộ trấn áp. Bàn bác từ trước đến nay cũng không phải là một người sợ phiền phức, lúc này lại càng hào khí xông lên tận trời. Diệp Phàm thu hồi cái đỉnh đồng xanh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ngày nay đạt tới cảnh giới vương của thánh nhân, bất cứ nơi đâu trên cổ lộ đều có thể đi tới, không cần lo lắng gì. Bàn bác nói, cái gì đế thiên, cái gì đại ma thần, chờ hai huynh đệ chúng ta tấn chức tiếp vài cái tiểu cảnh giới, trấn áp hết thảy, chột bắt mấy gã làm sai vặt. Còn thanh thi tiên tử, nhân vương kia cũng không tệ, cứ dứt khoát bắt lấy cho làm nha hoàng, cho đẹp cảnh vui ý. Hắn miệng lưỡi thẳng thừng, không kiêng nể gì, âm thanh vang động vũ trụ, người bên ngoài đều nghe rõ rành rành, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Đế thiên, đại ma thần nghe vậy trên mặt đều thờ ơ, thân thể không nhúc nhích chút nào, vẫn chưa nói gì, nhưng đều đang suy nghĩ sắp tới sẽ đối đãi thế nào khi gặp bàn bác. Mà thanh thi tiên tử, nhân vương cũng rất trấn tĩnh không hề để ý tới, biểu hiện vẫn ung dung thoải mái. Ngược lại hai tiểu nha đầu bên cạnh hai người, nghe vậy đều lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã quỵ, mà hàm răng thì nghiến trèo trèo.
thiên kiếp sắp biến mất, nhưng ở thời điểm cuối cùng lại giống như là hồi quang phản chiếu đột nhiên dữ dội hơn lên. Diệp Phàm thương lượng cùng bàn bác, sau đó lại truyền âm nói với Thanh Hoàng đạo nhân, sẽ hiệp với Lôi Hải vô cùng tận này nhằm về phía phần mộ yêu hoàng, phải hủy diệt sạch đám âm thần nơi đó. Âm. Không hề nghi ngờ, biến cố tới bất ngờ này khiến mọi người kinh sợ, thiên kiếp lại di chuyển nhanh như tia chớp, nhằm về phía chỗ sâu trong vũ trụ. Dọc đường có đại quân âm linh đuổi theo chư thánh tới nơi đây, vẫn còn đang ở xa xa theo dõi thiên kiếp của Diệp Phàm. Giờ phút này đều hoảng sợ tới mức vong hồn đều phát run, xoay người bỏ chạy. Bọn chúng là sinh vật do âm khí sinh ra, sợ nhất là loại lôi quang chí dương này, một khi bị quét trúng hẳn phải tiêu tan không thể nghi ngờ. Máu đế ta không dám thu, biến mất về hướng lăng mộ cổ xưa của yêu hoàng. Chúng ta dẫn thiên kiếp tới như vậy, có thể bổ ra thi thể yêu hoàng xuất hiện hay không? Bàn bác nhỏ giọng nói. Diệp Phàm nói, ta hoài nghi trong phần mộ đã xảy ra điều gì đó, bằng không như thế nào lại có máu đế chảy ra. Lần này dựa vào lực lượng thiên kiếp xua tan đám âm linh, dò xét xem đến tột cùng trong lăng mộ cổ xưa của yêu hoàng có cái gì. Âm linh chạy tán loạn, ngay cả mấy âm thần đều hốt hoảng lui về phía sau. Bọn họ cực kỳ cường đại, có thể tranh phong cùng đại thánh, mỗi người đều xấu xí như thiên lôi, toàn thân là lông vàng, nhưng lại e ngại nhất là lôi điện. Chư vị, còn chờ gì nữa, nhân cơ hội này tiến vào lăng mộ yêu hoàng, nhìn xem thi thể đế. Hộ đạo giả nhân tộc lên tiếng, dẫn dắt đại quân đi theo, vọt vào trong vùng sông núi tráng lệ kia. Lăng mộ cổ giống như một thế giới, có núi sông, có ao hồ, mênh mông vô ngần. Tuyệt mộ đế chân chính đã được phát hiện ở phương vị đó, nhưng sở dĩ chư đại thánh phải rời đi là vì âm thần chỉ huy đại quân, ngăn cản con đường phía trước đánh đuổi đi. Âm. Thiên kiếp hồi quang phản chiếu đang ở thời điểm cuối cùng sắp biến mất, cũng đánh cho thân thể Diệp Phàm lay động một trận. Bàn bác biến sắc, nếu không nhờ có khi thiên trận văn của Vô Thủy Đại Đế, ắt hắn sẽ tiếp tục xương cốt lẫn máu tươi bắn tung tóe. Ầm ầm một tiếng nổ vang, phía trước dâng lên khí tức đế mênh mông bàn bạc, một cái hang rồng tối om rung chuyển kịch liệt, rồi một con rồng vọt ra. Đó là một con chân long trắng như tuyết, có khí tượng của chí tôn. Mọi người đều bị dọa đến sợ run. Chư thánh càng nơm nớp lo sợ. Đại thánh xông tới trước nhất lập tức quỳ sụp xuống, người nào người nấy sắc mặt tái nhợt, con rồng này có uy thế của đại đế cổ. Đây là yêu hoàng. Hắn là con thỏ tuyết đắc đạo, không ngừng rèn luyện tinh huyết, tiến hóa thành một con ngân long. Diệp Phàm sớm đã lướt ngang ra ngoài, lui ra phía sau hơn 10 dặm. Đúng lúc này thiên kiếp biến mất, hắn đứng ở phía sau mở thiên mục, cẩn thận quan sát. Đây là một con ngân long, thật sự có khí tượng của đại đế, hơn nữa rõ ràng là thân thể máu thịt, không phải bóng dáng hư ảo, quả thực khiến người ta khiếp sợ. Nhìn thấy thi thể đại đế, Diệp Phàm chấn kinh rồi, nếu không ngoài dự đoán, đây có thể chính là thi thể chân chính của yêu hoàng. Nhưng ngày nay hắn vọt ra, tản ra khí cơ sinh mệnh khiến chúng sinh đều phải sợ run. Phốc. Có mấy vị thánh nhân chạy tới quá gần, vốn là muốn chiếm trước tiên cơ vọt vào trong huyệt mộ đế. Lúc này ở dưới khí tức của đại đế trực tiếp nổ tung, xương cốt cùng máu thánh bắn vãi ra khắp nơi. Nhìn thấy thi thể đế là chuyện muôn đời may mắn. Không đúng, yêu hoàng hắn có thể còn sống. Cổ yêu bách kiếp đạo nhân kích động tới cực điểm, nói năng lộn xộn. Yêu hoàng chưa chết sao? Mọi người đều ngây dại, rồi sau đó cả thân mình phát lạnh như băng. Yêu hoàng một thế hệ đã ngã xuống trên con đường thành tiên, để lại rất nhiều bí mật. Hôm nay rốt cục nhìn thấy, đến tột cùng là thi thể của yêu hoàng, hay là thân thể hóa thành chân long sắp tiến vào tiên vực. Hang rồng tối om ở gần cuối sườn núi, gần miệng hang có mọc dược vương cổ mười mấy vạn năm, mà không chỉ một cây, tản ra mùi thơm ngát kinh người. Nhưng lại có một số cây héo rũ, vừa thấy là biết đã qua năm tháng quá lâu, hóa thành đống thuốc nhão trên mặt đất, mà hạt giống lại trở thành dược vương cổ. Một con ngân long vắt ngang, giống như một dãy núi tuyết cao chót vót chạy dài, to lớn không thấy cuối, cái đầu rồng ngẩng cao hùng tráng, một cặp sừng thật lớn sáng lóng lánh, từng mảnh vảy phát sáng, tiếng ngâm vang động chín tầng trời. Đây là thật sự sao? Mọi người sợ run, không thể tin được đây là sự thực, một con chân long hiển hóa ở thế gian, quả thực giống như chuyện thần thoại hoang đường. Khí tức đại đế cổ tràn ngập, chấn nhiếp bầu trời, từng đám cổ thánh quỳ phục xuống, không tự chủ được quỳ bái. Đây là một loại rung động từ linh hồn, hướng tới phía trước dập đầu. Chư hùng chân run gối mềm hoàn toàn không đứng thẳng được,
đồng thời tu sĩ tới gần cuối sườn núi đều cả thân thể nứt toạc ra, xương cốt gãy đoạn, rồi biến thành một đống máu bùn. Đây là uy áp của đại đế cổ, ngay cả thánh nhân đều không chịu nổi, giống như con kiến nhìn lên cự long, như con kiến càng cứng rắn chống trời, chênh lệch quá lớn. Toàn thân Diệp Phàm phát ra vầng hào quang xanh biếc, thần khí sức mẻ của thiên đình cổ sống lại, tự chủ đối kháng. Hắn kéo bàn bát thối lui, trong nháy mắt đi ra ngoài mấy trăm dặm. Hầu hết mọi người không thể tránh kịp, bất kể cường đại cỡ nào chỉ cần tới gần hang rồng tối om này, đều đứt gân gãy xương, không chịu nổi loại uy áp đó. Yêu hoàng vạn cổ chí tôn một thế hệ. Chúng ta vô tình mạo phạm, ở nơi này dập đầu lễ kính. Các đại thánh đều không ngoại lệ, quỳ rạp trên đất, không ai có thể chống lại được khí cơ tràn ra từ con ngân long. Chân long màu bạc ngẩng đầu, nhảy lên 9 tầng trời xoay quanh một vòng, rồi sau đó lại hạ xuống, cả vật thể phát ra hào quang bạc, giống như một vị thần vô thượng trấn áp cổ kim tương lai. Nó có sinh mệnh lực như biển, huyết khí cuồn cuộn mãnh liệt, khiến mọi người phát run. Đến giờ này không có người nào hoài nghi gì nữa, đây tuyệt đối là một tồn tại cấp đế. Ngay cả thạch nhân chỉ kém nửa bước là bước vào cảnh giới chuẩn đế đều phải quỳ xuống, ở nơi đó run run, đủ để chứng minh hết thảy. Ầm ầy một tiếng, đầu cuối sườn núi kia vỡ ra, nửa ngọn núi đá sụp đổ, rơi xuống vực sâu vô tận phía dưới. Long khí cuồn cuộn, bên cạnh hang rồng tối đen kia, mấy chục cây dược vương lắc lư, lóe ra điểm điểm sáng, tràn ngập mùi thơm ngát làm cho mọi người khoan khoái như sắp cử hà phi thăng. Ánh mắt chư thánh đều dựng thẳng, nhưng cũng không ai dám vọng động. Ở trước mặt đại đế cổ, cho dù đến đây một vị chuẩn đế đều có vẻ nhỏ yếu không chịu nổi. Nhưng kinh biến vẫn còn tiếp tục, ngay cả hang rồng đều nứt ra, mấy cây dược vương bên cạnh theo nham thạch bóc ra rơi xuống vực sâu, thực uổng phí của trời. Mọi người đều bị dọa đến ngây người, yêu hoàng nổi giận rồi sao? Ngay cả hang rồng đều hủy diệt, đây là muốn đồ sát mọi người ở đây sao? Đừng nói là bọn họ, cho dù là tất cả tu sĩ của vạn vực chư thiên đến đây đều phải chết. Mỗi người đều da đầu rung lên, mấy chục vạn năm mất đi, yêu hoàng một thế hệ như thế nào lại xuất hiện, ai cũng đều nói hắn ngã xuống trên con đường thành tiên, nhưng đến tột cùng kết cục như thế nào? Đây rõ ràng là một con chân long, là một vị đại đế chân chính tái hiện ở nhân gian. Điều này quả thật tấn công tâm linh của mọi người mãnh liệt, ai nấy đều tưởng như ở trong mộng, ngay cả đại thánh đều phát mộng. Một vị vương của thánh nhân vỡ nát, máu tươi cùng mảnh xương bắn tung tóe nhìn thấy mà ghê người. Chỉ vì hắn cách quá gần hang rồng. Điều này làm cho mỗi người đều khiếp sợ, toàn thân lông tóc dựng đứng. Diệp Phàm lui cũng đủ nhanh chóng, nhưng mặc dù ở ngoài xa mấy trăm dặm hắn vẫn cảm nhận được một loại áp bức, nếu không nhờ cái đỉnh đồng xanh phát ra vầng hào quang ngăn chặn, dù hắn có cậy mạnh không quỳ xuống, hơn phân nửa đầu gối cũng sẽ vỡ nát. Toàn thân bàn bát rung lên, dùng sức nắm chặt yêu hoàng xích. Hai đoạn tiên xích ở trong lòng bàn tay hắn phát ra tiên huy, từng mảng lớn hào quang phủ xuống. Cuối cùng cũng giúp hắn đứng vững, không có quỳ xuống. Quá cường đại. Đây chính là đại đế cổ sao? Chỉ tràn ra một lũ khí cơ đã khiến người ta không chịu nổi, ngay cả đại thánh đều phải quỳ lạy. Nếu hắn thực sự ra tay thì rốt cuộc đáng sợ biết bao. Ta nghĩ có thể sẽ hủy diệt cả mãn vũ trụ này đi. Bàn bác sợ run nói. Hai người bọn họ đến từ bên bờ một tinh không khác, mặc dù tu đạo nhiều năm, nhưng quan niệm xung đột, một số tư tưởng thâm căn cố đế trong đầu vẫn khó có thể thay đổi. Tuy nhiên, hai người còn thật sự nghĩ lại một chút rồi cũng bình thường trở lại. Ngày nay có gì họ chưa thấy qua. Trải qua nhiều như vậy, cũng chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi mà thôi. Bái kiến yêu hoàng. Bách kiếp đạo nhân tiếp động thân thể đều run run, cúi đầu sát đất, mỗi bước một dập đầu. Đây là một loại kính ý phát ra từ chân tâm. Trên bầu trời, con ngân long toàn thân vảy lấp lánh trắng như tuyết, lóe ra đầy màu sắc, trong con ngươi có tinh không tiêu tan, có diễn biến đủ các loại cảnh tượng đáng sợ trong vũ trụ. Rõ ràng nó có một loại dao động sinh mệnh cường đại, nhưng đối với câu nói của Bách Kiếp đạo nhân lại mắt điếc tai ngơ, quay quanh trên vòng trời, nhìn xuống trời đất vũ trụ mênh mông, xuất thần một trận. Không đúng. Đây cũng không phải yêu hoàng. Nó sớm đã mất đi linh hồn rồi. Đây là thi thể đế, một thân thể có một phần dấu ấn của đại đế thôi. Đột nhiên, Thanh Hoàng đạo nhân kêu lên. Lão tuy rằng tuổi già sức yếu sắp tọa hóa, nhưng trong con ngươi đục ngầu bắn ra hai đạo tinh quang, nhìn ra hư thật của con chân long màu bạc này. Mọi người ngẩn người, tất cả đều thân thể phát lạnh. Đây không phải là đại đế,
là một cổ thi thể sinh ra linh trí. Không có gì đáng sợ hơn so với chuyện này. Cách ngoài mấy trăm dặm, Diệp Phàm cùng Bàn Bác hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng cảm thấy phát lạnh như mọi người. Đại đế cổ quả nhiên không có cách nào đo lường được, một cổ thi thể mà thôi mọi người đã không chịu nổi. Mau! Đánh chết người của địa phủ, đuổi chúng ra khỏi đây, đừng cho bọn chúng đến gần. Một vị hộ đạo giả nhân tộc quát lớn. Vị chủ thần của tổ chức thần hành động sớm nhất, công kích về phía thần ma áo bào đen kia, triển khai một trận chiến. Trước khi vào nơi đây, các đại thánh luôn phòng bị người của địa phủ, sợ bọn họ làm việc nghịch thiên. Hắc hắc! Đại thánh địa phủ mặc chiến y đen cười thật âm trầm, rồi rú lên một tràng, cả vạn âm binh khắp nơi ào hướng tới nơi này, mỗi tên đều thi khí ngập trời. Toàn bộ trấn áp đi! Thanh Hoàng đạo nhân quát to. Thạch Nhân, Ngưu Ma Vương cùng với mấy tà thần cũng đều biến sắc, cùng nhau ngăn cản vạn âm binh. Tương truyền âm binh đối với thi thể là trí mạng, một khi đến gần là bị đồng hóa. Nếu như để cổ thi thể đế này nhập vào địa phủ, chuyện đó quả thực không thể tưởng tượng. Địa phương này trong nháy mắt liền trở thành tu la địa ngục, mặc dù âm binh quá vạn cũng không đủ giết, đại thánh vừa ra tay cái gì đều trở thành mây khói, thành từng mảng cho tàn tan trong vũ trụ. Nhưng mà, địa phủ đến quá nhiều, tiếng trống lôi động, xâm la địa ngục hiện lên, từng mảng thuyền lớn xương trắng cùng với từng tòa điện phủ âm ti hiển hóa trong hư không, rơi xuống càng nhiều âm binh. 10 vạn âm binh. Mỗi cái đều cường đại, tất cả đều từ phần mộ cổ địa của các tinh vực cổ xưa trong vũ trụ tuyển ra, tụ tập lại đây. Đây là một lực lượng khiến vạn vực chư thiên đều sợ run. Bọn chúng đều không phải là đi chịu chết, cũng không có công kích đại thánh, mà là ngồi xếp bằng trong hư không tụng kinh. Đây gọi là thi kinh của địa phủ, định luyện hóa thi thể đế làm một thành viên trong bọn họ. Không. Mọi người đều kêu lên sợ hãi, thi thể yêu hoàng nếu như thật sự rơi vào trong tay bọn họ cả vũ trụ này đều phải biến đổi, chuyện đó quả thực không thể tưởng tượng. Lui. Thanh Hoàng đạo nhân ở thời khắc mấu chốt đột nhiên phát ra mệnh lệnh như vậy. Ở bên cạnh lão, Bách Kiếp đạo nhân đứng đó, thần sắc tối sầm. Hiển nhiên lão căm thù địa phủ đến tận xương tủy, đây là yêu hoàng lão kính ngưỡng nhất, tuyệt không cho phép khinh nhờn. Ngưu Ma Vương, Thạch Nhân, Tà Thần thấy thế, cũng lui ra phía sau, không có liều mạng với đại thánh địa phủ, chỉ có chủ thần của tổ chức thần còn ở nơi đó chiến đấu kịch liệt. Một cổ quan tài đồng thau từ chỗ sâu trong vũ trụ bay tới, rỉ sét loang lỗ như là tồn tại gần cả trăm vạn năm, cái nắp quan tài đột nhiên mở ra, phát ra tiếng tụng kinh, đồng thời bắn ra các loại hào quang rực rỡ. Nó đang đến gần, muốn kêu gọi thi thể đế. Chúng ta thật sự không cần ngăn cản sao? Ngưu Ma Vương nóng nảy, nếu thật phải để cho địa phủ có được chân long màu bạc này, khẳng định chính là một trường hảo kiếp. Yên lặng chờ xem. Thanh Hoàng đạo nhân chỉ nói một câu như vậy. Ở trên cổ lộ lão có hy vọng cực cao. Yêu hoàng mặc dù đã chết, cũng không phải ai đều có thể khinh nhờn. Mặc dù người của địa phủ tới cũng không được. Bách Kiếp đạo nhân oán hận cười lạnh. Chủ thần của tổ chức thần ngự cái đỉnh bay đi, chỉ còn lại đại quân địa phủ, cùng với tiếng tụng kinh, cổ quan tài cùng với thần ma áo bào đen ngồi xếp bằng trong hư không, kêu gọi thi thể để. 10 vạn thiên binh cả vật thể đều phát ra âm khí, một số thánh nhân đến gần nơi đó liền trực tiếp hồn phi phách tán, lưu lại một thân xác trống rỗng. Đây là pháp trận của địa phủ vừa quỷ dị vừa đáng sợ, có thể vây sát đại thánh, khiến người ta không thể tới gần, bằng không sẽ bị lệ quỷ lấy mạng, câu đi hồn phách. Phốc. Đột nhiên, thần ma áo bào đen kia cả thân thể vỡ ra, toàn thân đều xuất hiện vết máu màu đen, cả người hắn run lẩy bẩy, rồi sau đó thân thể đột nhiên nổ tung. Tiếp theo, cổ quan tài kia cũng chấn động mãnh liệt, tiếng tụng kinh im bặt, ở trên hư không bùng nổ, mảnh nhỏ kim loại bắn ra bốn phía. Rồi sau đó, 10 vạn âm binh bị hủy diệt nát tan thành bụi, như là có một vị thiên thần chụp xuống một chưởng, làm cho bọn chúng trong nháy mắt biến thành bụi bặm, xóa tên trên đời. Đại thánh địa phủ đều như gà đất chó sành, trong quá trình đang kêu gọi thi thể, thân mình nứt vỡ, đây là cảnh tượng đáng sợ cỡ nào. Hắn còn không có chân chính tiếp xúc, cách cũng đủ xa, là muốn dựa vào 10 vạn thiên binh làm môi giới, kết quả vẫn là gặp phải phản phệ, hình thần câu diệt. Hang rồng phát ra khí tức tang thương muôn đời, thần bí khó lường, đúng lúc này hoàn toàn vỡ ra, từng đợt long khí lan ra khắp bốn phương tám hướng,
mà Dược Vương sinh trưởng chỗ miệng hang đều rơi xuống vách đá dựng đứng dưới vực sâu. Địa phương này sắp bị hủy diệt rồi, cả tòa lăng tẩm yêu hoàng đều nứt nẻ. Trong một tiếng nổ tầm, núi sông đổ sụp, phần mộ đế bao la hùng vĩ lơ lửng trong vũ trụ vỡ tan, không còn tồn tại nữa. Chư thánh tâm đều vấy máu, bên hang động có một đám Dược Vương, tới mấy chục cây, toàn bộ rơi xuống vực sâu. Mà không biết trong hang động đến tột cùng còn có tiên vật gì nghịch thiên hay không, nghĩ đến càng kinh người, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, tiếc nuối. Một con ngân long vắt ngang ở nơi đó ngăn chặn hết thảy, ngay cả đại thánh địa phủ cùng với 10 vạn âm binh chí cường đều bị hủy diệt, sao không khiến cho mọi người kinh sợ, không có một người nào dám vượt qua nửa bước. Đột nhiên, con ngân long trên bầu trời cũng dần tan rã, vậy biến mất, khí cơ sinh mệnh bàn bạc hóa thành một bãi máu đế, hiện ra căn nguyên. Này, không phải một cổ thi thể đế nguyên vẹn, mà chỉ là một chút máu, tuy nhiên lại không tầm thường, trong đó để lại chấp niệm bất diệt của yêu hoàng, thủ hộ nơi này. Bách Kiếp đạo nhân kêu lên sợ hãi, lão cảm nhận được một loại dao động tâm tình nên cảm động lây, cùng theo bi ai. Phần mộ tan rã, vực sâu cũng nứt ra, hang động yêu hoàng trên vách đá dựng đứng cũng vỡ nát tan tành, hết thảy đều hiện ra. Ở nơi đó có một hộp ngọc chỉ dài một thước, có vần hào quang sáng lấp lánh vần quanh, gần cả trăm vạn năm mà cũng không phai màu. Mọi người đều không kìm nổi động tâm, thi thể đế không có, đã trở lại là một bãi vết máu, chư thánh không kìm được phóng tới phía trước muốn tranh cướp báu vật cuối cùng này. Không hề nghi ngờ, đây là vật trọng yếu nhất của yêu hoàng, bằng không sẽ không làm bạn bên mình, thủy chung cho đến chết đều chẳng tách rời. Thế nhưng trong vết máu kia ẩn chứa chấp niệm, hóa thành luồng hào quang lấp lánh bay lên, quấn quanh hộp ngọc, thủ hộ ở nơi đó, không chịu chia lìa. Trong lúc nhất thời mọi người đều đứng sững tại chỗ, không dám vọng động. Trước lấy Dược Vương, chư thánh hành động, ào xuống vực sâu sụp nứt kia tìm kiếm mấy chục cây Dược Vương cổ rơi xuống dưới. Rắc. Đột nhiên, hộp ngọc nứt vỡ, phát ra tia sáng dịu dàng, mọi người lập tức tâm thần đều run rẩy. Lộ ra trước mắt mọi người là một bó hoa khô héo, không có một chút sáng bóng nào. Nó sớm đã héo rũ từ lâu, nhưng qua yêu hoàng thi pháp, vẫn chưa hóa thành bụi bặm, nó vẫn giữ được nguyên dạng. Ai ai cũng đều có thể nhìn ra, bó hoa này không phải thần dược, cũng không phải thảo mộc cổ dị chủng, không có một chút giá trị gì, nhưng lại được yêu hoàng giữ gìn đến nay, đây là đồ vật hắn yêu thích nhất. Sau đó hiện lên từng bức hình ảnh, là những cảnh tượng ngày xưa. Thật sự phải đi sao? Bên bờ hồ nhỏ, một cô gái yếu đuối khẽ nói, trên mặt tràn ngập vẻ không cam lòng, ánh mắt trông mong nhìn một nam nhân áo trắng hơn tuyết, khát vọng giữ hắn lại. Ta muốn trở nên mạnh, thiên hạ vô địch. Người trẻ tuổi áo trắng tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, tràn ngập tự tin, trong con ngươi lóe sáng rạng rỡ có thể làm cho nhật nguyệt lu mờ. Hắn phải đi lên tinh không cổ lộ, bước trên hành trình vô địch để trở thành duy nhất trong thiên địa, đánh bại tất cả chí tôn trẻ tuổi, dựng thân trên tuyệt đỉnh vô địch. Hắn là hăng hái như vậy, nhưng lại không có chú ý tới vẻ ảm đạm trong mắt cô gái. Hắn vô tình bước lên thiên lộ, không chùn bước muốn đi thực hiện giấc mộng của mình. Huynh, còn có thể trở về không? Còn có thể đến gặp muội không? Cô gái ở phía sau kêu lên, trong mắt ngậm đầy nước mắt, tràn ngập không cam lòng. Nam nhân áo trắng ở trên vòm trời quay đầu lại cười, làm cho nhật nguyệt trên bầu trời đều ảm đạm, phong thái tự tin, nói, "Ê, đương nhiên, chờ ta thành đế, ta phải làm cho hào quang sáng rọi của toàn thế giới đều bao phủ trên thân muội." Dứt lời, hắn lại quay xuống mặt đất, trên một sườn núi ngắt lấy một bó hoa dại giao cho cô gái, rồi sau đó cũng không quay đầu lại nhằm về phía vực ngoại, bước trên thiên lộ. "Muội chờ huynh, đừng quên muội, phải trở về." Cô gái rơi lệ, ở trên mặt đất la lên, dùng sức phất tay. Tuyết Nguyệt Thanh chinh chiến đế lộ, đến từng chỗ tinh vực cổ xưa, lực một người địch với quần hùng, chinh chiến cũng không biết bao nhiêu năm, rèn luyện chính mình, có đổ máu, có đau thương cũng có thành công. Hắn đánh khắp cổ lộ khó gặp đối thủ, đánh bại rất nhiều đại địch tuyệt thế, hào quang của hắn chiếu sáng khắp tinh lộ, cuối cùng lại chinh chiến tới một số cổ tinh cường đại nhất. Trong thời gian đó, khắp thế gian đều là địch, hắn từng gặp phải đuổi giết đáng sợ nhất. Các tinh vực cổ cường đại đều bao vây tiểu trừ hắn, mà trên đế lộ chính là tàn khốc như vậy. Hắn không thể đi gặp cố nhân, không có cách nào quay đầu lại, chỉ có thể một đường liều mạng huyết chiến, đánh giết tạo ra một càn khôn sáng sủa. Cuối cùng, hắn quét ngang tất cả kình địch trở thành đế, thiên hạ độc tôn, hào quang chói lọi vạn trượng, chấn động cổ kim,
9 tầng trời 10 tầng đất không một người nào có thể tranh phong cùng hắn. Hắn làm được, chân chính thành đế, thiên hạ vô địch, được vạn vật chư thiên cùng tôn xưng là yêu hoàng, chú định được ghi vào trong sử sách tu luyện, trở thành tồn tại cao không thể với tới. Tuyết Nguyệt Thanh men theo con đường hắn từng đi qua, quay trở về viên yêu tinh cổ xưa, nhưng mà chờ đợi hắn không còn là cô gái kia, chỉ có mấy lão yêu gần đất xa trời. Cô gái đã hương tiêu ngọc vẫn, ở 500 năm trước đã rời thế, mai táng ở nơi bọn họ ly biệt, không bao giờ có thể xuất hiện nữa. Tuyết Nguyệt Thanh bi thương, ngửa mặt lên trời thét dài, vũ trụ nổ tung, khí cơ đại đế thổi quét khắp lục hợp bát hoang, gần như làm cho vũ trụ trời đất mênh mông kia sắp bị hủy diệt. Mượn trời 500 năm. Đây là tiếng hắn rống to cầu khẩn, thế nhưng hết thảy đều không thể thay đổi. Mấy vị lão yêu nói cho hắn biết, cô gái tu luyện xảy ra vấn đề, hóa đạo mà chết, ngay cả thân thể cũng không thể lưu lại. Khi hóa thành màn mưa ánh sáng, trên mặt nàng mang theo đầy nước mắt, thì thào gọi tên hắn. Tuyết Nguyệt Thanh bi thương rống to. Hắn là đại đế, là thiên hạ vô địch, là muôn đời có một không hai. Thế nhưng, cũng không thể thay đổi hết thảy, không thể cứu nữ nhân kia trở về, cuộc đời này để vụt tay rồi. Cô gái yếu đuối hóa đạo, theo màn mưa ánh sáng đi xa, chỉ để lại một bó hoa, đúng là hắn tặng nàng năm đó trước khi rời đi, mà nay sớm đã khô héo, điêu linh. Trong phần mộ đế nứt nẻ, mọi người giật mình kinh ngạc, rốt cuộc biết vì sao chỉ là một bó hoa khô héo làm bạn bên cạnh yêu hoàng một thế hệ. Ở trong lòng hắn, đây mới là vật quý báu nhất. Mặc dù là vô địch thiên hạ, cũng có thời điểm không đủ sức, hắn bước lên tuyệt đỉnh huy hoàng, bỗng nhiên quay đầu lại phát hiện, vật đơn giản nhất, bình thường nhất, đó mới là chân thật. Diệp Phàm xúc cảm trong lòng, không kìm nổi thở dài một tiếng, thế mới biết dù chói lọi khắp thế gian, cũng khó bù lại nỗi chua xót cả đời, cuối cùng phải tiếc nuối. Yêu hoàng cả đời khiến người ta cảm khái, gần trăm vạn năm trôi qua mọi người mới hiểu biết được một mặt của nam nhân vượt qua thần này, trong lòng từng có ôn nhu, từng có nỗi chua xót, cũng có tiếc nuối. Bàn Bác nói, Diệp Tử, sau khi máu màu vàng trong cơ thể ngươi trút bỏ, hóa thành máu đỏ tươi, ít nhất có thể sống một vạn năm. Nếu có thể tái tiến thêm một bước, sống được còn lâu hơn. Tới thời điểm đó, trên đời hết thảy đều điêu linh. Dưới tình huống bình thường, khi Diệp Phàm già đi, cố nhân ngày xưa cũng không thể còn lại trên thế gian, đều sớm đã tọa hóa trong năm tháng vô tình, trở thành bộ xương khô. Người cường đại cũng có giới hạn, không có khả năng sống lâu trên đời, thánh thể có thể sống một vạn năm, khi hắn tới tuổi già, trên đời khó có thể tìm ra một người cùng thế hệ. Loại cảnh tượng này, chỉ mới nghĩ tới đã khiến cho lòng người rúng động, quá mức cô đơn, quá mức hiu quạnh, mặc dù là địch nhân đều đã chết già, không có một cố nhân nào để làm bạn. Cho nên, đừng lưu lại điều gì để tiếc nuối, đừng để giống như yêu hoàng, tới sau này chỉ một mình một người đơn độc đứng trên tuyệt đỉnh, tuy rằng là vô địch thiên hạ, nhưng lại muôn đời tịch mịch và cô độc lạnh lẽo. Bàn Bác nói, Diệp Phàm buồn bã, cũng từng có một nữ nhân ở xa xa chờ mong, cố gắng đuổi theo bước chân hắn, mặc dù khi đó hắn cũng không biết. Cuối cùng chỉ có một đoạn thương tâm, lưu lại một phần mộ cô đơn, hoa rơi tàn úa rải đầy trên phần mộ, nữ nhân đó tên là Tần Dao. Qua rất nhiều năm rồi, một ngày nào đó nếu quay về Bắc Đẩu cũng nên đi tiểu thế giới của Thanh Dao Vương tới trước mộ phần hiu quạnh đó thăm một lần, mấy chục năm qua có lẽ đã mọc đầy cỏ dại. Người chết thì cũng đã chết rồi, nắm chắc hiện tại. Toàn thân Diệp Phàm tràn ra từng đợt hào quang vàng, cả thân thể rực rỡ lóa mắt, huyết khí tràn đầy, chấn cho thiên địa vang động ù ù như tiếng sấm. Đột nhiên, vệt máu đỏ tươi kia phát ra hào quang chói mắt, chư đại thánh đều run rẩy, toàn bộ quỳ xuống không thể chống lại loại khí tức đế này. Trong huyết quang như là có một thân ảnh áo trắng hiện lên, lạnh lùng nhìn quét qua mỗi người, đó là chấp niệm bất diệt của yêu hoàng, cũng chính là khí tượng giúp hắn tồn tại ở nơi này. Trong máu ẩn chứa một lũ chấp niệm không tiêu tan, thủ hộ bó hoa héo tàn. Lúc này, hắn như là sống lại, quấn quanh trên bó hoa khô héo, rồi hóa thành một luồng tiên quang rực rỡ bay về phía chỗ sâu trong vũ trụ. Một tiếng, trời sụp đất nứt, vũ trụ nổ tung, máu đế ẩn chứa chấp niệm bao bọc bó hoa héo tàn, chìm sâu vào chỗ sâu trong vũ trụ u tối, từ đó vĩnh viễn biến mất không thấy. Địa phương này rơi vào phút bình tĩnh ngắn ngủi, ngay sau đó bắt đầu chân chính đại loạn. Lăng Tẩm bị tan rã, chư hùng tranh đoạt mấy chục cây dược vương cổ rơi xuống dưới vực sâu. Mỗi một cây đều vô giá,
có thể làm cho Đại Thánh phải khom lưng vì nó. Bàn Bác kéo tay Diệp Phàm cũng đi theo cùng nhau chìm sâu dưới vực sâu, tiến hành tranh đoạt. Loại vật nghịch thiên này có thể sống lại da thịt xương cốt người, gia tăng thọ nguyên tới mấy trăm năm, sao có thể bỏ qua? Thạch Nhân phát uy, cùng đối chưởng với Ngưu Ma Vương, chưởng lực ngập trời đương trường đánh đập vùng thiên địa này vỡ nát tan tành, chư thánh đều bay tung ra ngoài, không có cách nào tiến lên. Ngươi một tên thạch đầu nhân mà tranh cái gì, ngươi có thể dùng dược vương được sao? Ngưu Ma Vương giận dữ, tế ra kim cương trắc sáng loáng đại chiến với Thạch Nhân, nổ nát thiên địa. Thánh linh tự nhiên có thể hấp thu tinh hoa bất tử của dược vương, tên thủ lĩnh Ngưu Ma tộc này rõ ràng là đang chế nhạo. Hai người thế như nước với lửa chiến đấu kịch liệt. Lúc này, các đại thánh khác cũng ra tay, mà các lộ đại quân bọn họ mang đến cũng đều hành động, tạo thành chiến trận, cướp lấy dược vương cổ dưới đáy vực. Diệp Phàm hít sâu một hơi, hóa thành một luồng tia chớp, bí quyết chữ thành đột phá hết thảy ngăn cản. Ngày nay nếu luận tốc độ, thiên hạ hiếm có người sánh vai cùng hắn. Dược hương ập vào mũi, lóe ra hào quang sáng lạng, Diệp Phàm vận chuyển bí quyết chữ binh, cướp lấy hai cây cổ dược, sau đó quyết đoán rút lui, phá vây bay ra ngoài. Cơ hội chỉ có một lần, dù sao nơi này có tới mười mấy vị đại thánh, còn có âm thần đang âm thầm như hổ rình mồi, không thể để người khác chặn đường lui, bằng không sẽ có phiền toái lớn. Diệp Phàm mới vừa rút đi, liền cảm giác được tại chỗ xuất hiện một luồng gió lạnh, hộ đạo giả nhân tộc Thích Thiên nhoáng lên một cái mà qua, không biết là định tấn công vào hắn, hay là trùng hợp lộ tuyển vì cây cổ dược phía trước kia. Coi chừng lão gia hỏa này, chờ sau này tới gần đại thánh thu thập lão. Bàn Bác nói, hắn dùng yêu đế cửu trảm cũng đoạt được một cây cổ dược, hai người hợp lại cùng một chỗ, quyết đoán rời khỏi phần mộ. Bọn họ đứng ở trên tinh không, nhìn xuống hết thảy nơi đó, chư thánh đều ra tay, đại chiến kịch liệt, phần mộ yêu hoàng nứt ra rồi hoàn toàn tan rã, hóa thành một mảnh phế tích. Cùng lúc đó, khắp vùng cổ vực tên là Tinh Phế Thành này, mười mấy đại lục trước sau vỡ tan, hóa thành bụi vũ trụ, những phần mộ đó đều là giả, ngày nay cũng theo huyệt mộ chính tiêu tan. Như có như không có thể nhìn thấy mười mấy luồng tinh khí hình rồng xông lên tận trời, chìm sâu vào lăng mộ cổ xưa chân chính, như là chính con rồng niết bàn sát nhập hóa thành một hạt châu, nở rộ hào quang vô tận. Đây là một cổ sinh khí cường đại không gì sánh nổi, giống như đại đế cổ sống lại, rồi sau đó hóa thành một luồng sáng bay theo bước chân chấp niệm của yêu hoàng chìm sâu vào chỗ sâu trong vũ trụ, biến mất ở cùng một phương hướng. Đại đế cổ A. Diệp Phàm tự nói. Cả tinh vực này rung chuyển mạnh, các đại thánh dẫn dắt các lộ đại quân hỗn chiến, tranh đoạt dược vương. Mấy chục cây dược vương như chuyện thần thoại hoang đường, không thể tưởng tượng, có thể giúp cho rất nhiều vị đại thánh sắp tọa hóa sống sót. Đáng tiếc khi hang rồng nứt vỡ, rất nhiều cây dược vương bị tổn hại, hóa thành tinh khí tiêu tán trong hư không. Cuối cùng chỉ có mười mấy cây dược vương còn lại, bị chư thánh cướp đi. Nên rời đi rồi. Diệp Phàm nói với Bàn Bác. Nơi này không nên ở lâu, có mấy vị âm thần đang âm thầm rình rập, bất cứ lúc nào cùng có thể chụp tới. Thanh Hoàng đạo nhân thọ nguyên không còn nhiều, Diệp Phàm sớm biết nhưng cũng không có biện pháp nào. Lúc trước ở thành thứ 50 nhân tộc, hắn từng hiến cho lão dược phẩm. Kết quả lại được báo cho biết, lão nhân sở dĩ có thể sống đến hơn 8.000 tuổi, chính vì đã từng hấp thu tinh hoa thần tính bất tử cùng loại, ngày nay hết thảy đều vô dụng. Ngao ô! Một tiếng rú dài, trời sụp đất nứt, tiếp theo là sấm rền chớp giật, long mã vừa độ kiếp vừa chạy như điên ra. Lần này, long mã thu hoạch lớn nhất, nuốt nạp tinh khí của cổ tổ long mã lớn mạnh bản thân mình, chiếm được đạo quả khó có thể tưởng tượng, quan trọng nhất là căn nguyên của nó lớn mạnh hơn rất nhiều. Trước mắt nó còn đang tiếp tục độ kiếp. Diệp Phàm, Bàn Bác dừng chân lại, âm thầm hộ pháp cho long mã, đồng thời truyền âm báo cho nó biết hướng tới thẳng chỗ sâu trong vũ trụ, rời xa chiến trường hỗn loạn. Cuối cùng, hết thảy đều đã xong, hai người một ngựa đạp thiên vực rời khỏi nơi đây, tiến vào trung tâm tinh vực, Phế Thành. Không có dừng lại, Diệp Phàm triệu tập 12 thánh giả, rồi lập tức ra đi, rời khỏi chốn thị phi này bước tiếp trên tinh không cổ lộ. Đội nhân mã bọn họ đi cùng nhau, không phải hoa lệ và cường đại bình thường, Diệp Phàm, Bàn Bác đã là chí tôn trẻ tuổi trên cổ lộ nhân tộc, đám long mã, hoàng kim sư tử, thiên hạc, cửu vĩ ngạc long cũng không có tên nào là tầm thường.
Đến tận đây, bọn họ không đi theo cổ lộ của chư hùng nữa, mà bắt đầu tiến quân trên con đường Hoàng Kim Thái Cổ để tiến hành mài dũa rèn luyện. Đây cũng chính là những đoạn đường Thái Cổ quá mức nguy hiểm, mà ngày nay bị vứt bỏ. Thời gian vội vàng mà qua, thoáng cái đã qua 6 năm, bọn họ biến mất trên cổ lộ nhân tộc, chỉ ngẫu nhiên sẽ bị tiếp dẫn sứ địa phương nào đó phát hiện tung tích. Đây là một viên tinh tú sinh mệnh cổ xưa, là một chỗ bí cảnh trên cổ lộ Hoàng Kim. Cả viên cổ tinh linh khí rất loãng, khi đoàn người Diệp Phàm hạ xuống đều cảm thấy có chút không khỏe. Bọn họ từng đến rất nhiều cổ địa sinh mệnh, nhưng tinh tú sinh mệnh chân chính lại rất hiếm thấy. Nơi này điều kiện ác liệt, tuy rằng cây cỏ cũng coi như sung xuê nhưng gần như không thích hợp tu đạo. Nơi này là một chỗ cổ địa suy tàn bị đại đạo áp chế ác liệt hơn xa Bắc Đẩu, linh khí loãng đến đáng thương, không thể giúp tu sĩ tìm hiểu đạo pháp. Trên thực tế cũng đúng như thế. Diệp Phàm đi lại trên cổ địa sinh mệnh này, gặp được rất nhiều dân bản xứ, nhưng cũng chưa hề nhìn thấy một tu sĩ nào. Nhưng thật ra ở một vài vách dốc đá cổ gặp được một số hình khắc, trình bày pháp môn tu luyện, đều là nét khắc trên vách núi vào mấy vạn năm trước. Nếu không có mấy thứ này, quả thực khiến cho người ta hoài nghi viên cổ tinh này chưa từng có xuất hiện tu sĩ. Cẩn thận tìm kiếm, nói không chừng có thể tìm được một ít cổ pháp thất truyền. Long Mã lên tinh thần, triệu tập đám Hoàng Kim sư tử, Thiên Hạc muốn dò tìm khắp cả viên tinh tú. Bọn họ phân công nhau hành động, tìm tòi lục soát khắp hành tinh. Bàn Bác thì lên thẳng tận trời, chìm sâu vào bầu trời xanh, sau đó hắn vượt qua phía trên biển rộng. Đám Long Mã, Hoàng Kim sư tử, Cửu Vĩ Ngạc Long thì phân biệt vọt vào Danh Sơn Đại Xuyên, tìm khắp chốn âm u dò ra khắp nơi thắng cảnh, thăm dò động phủ cổ. Muốn thu được kế thừa thượng cổ. Cổ tinh cũng không lớn, Diệp Phàm yên lặng cảm thụ đại đạo nơi này, dường như tinh tú này chưa từng xuất ra đại đế, không có loại đạo ngân này. Đương nhiên, ai cũng không thể kết luận chính xác, đại đế cổ quá mức thần bí, mỗi người đều sâu không lường được, có ai biết được cố hương chân chính của bọn họ ở nơi nào. Diệp Phàm đi ra ngoài đồng ruộng, quan sát cuộc sống của dân bản xứ. Tất cả đều đơn giản và mộc mạc, mặt trời mọc đi làm mặt trời lặn thì nghỉ ngơi. Cuộc sống thật bình thản và an tường. Hắn ngừng lại ở một chỗ, thưởng thức bầu không khí tường hòa này. Trên ruộng cỏ một đồng thả trâu thổi sáo, bên bờ sông vài nữ nhân giặt áo, ở đồng ruộng vài lão nông vung quất. Mà ở đầu thôn, một lão hán đang chẻ củi. Lão vẫn không dùng hết sức, đao chẻ củi cũng không bén lắm, nhưng lại bổ thân cây rất thô to thành những mảnh củi đều đặn. Lúc đầu Diệp Phàm chưa chú ý lắm, nhưng rất nhanh hắn cảm ứng được một loại tiết tấu kỳ lạ. Lão hán vung đao chẻ củi không nhanh không chậm, từ đầu đến cuối cũng không hề thay đổi, có một loại vận luật đặc biệt. Diệp Phàm dồn chú ý, càng xem càng kinh hãi, đây rõ ràng có một loại đạo vận, có thể nói thanh đao chẻ củi vẽ ra một quỹ tích. Ở phía sau lão nhân có một đống củi cao như ngọn núi nhỏ, đều là lão bổ ra, với tuổi già sức yếu, với tình trạng huyết khí khô kiệt của lão như thế nào có thể làm được. Diệp Phàm còn thật sự quan sát cẩn thận, lão nhân huyết khí thật sự không mạnh, khi vung đao không nhanh không chậm, nhưng có một loại tiết tấu đáng sợ, chú ý thời gian lâu lại khiến trái tim cộng minh theo, đồng loạt nhảy lên. Hắn bị dọa cho kinh sợ, đây là một viên cổ tinh căn bản không thể tu đạo, kế thừa thượng cổ và pháp môn sớm đã suy sụp, vậy lão nhân này vì sao có thể làm được thế? Lão nhân gia, ngài đây là đạo gì? Diệp Phàm tiến lên, còn thật sự thỉnh giáo. Cái gì đạo? Người trẻ tuổi ngươi muốn hỏi ta đường đi à? Nơi này trước kia không có đường xá gì, nhiều người qua lại nên thành một con đường lớn, ngươi chỉ cần đi tới phía trước là được. Lão nhân không nhanh không chậm nói, tay vung đao chẻ củi, từng miếng củi rơi xuống, rất đều đặn, từ đầu đến cuối tiết tấu không thay đổi. Trong mắt Diệp Phàm lộ ra dị sắc, lẳng lặng nhìn lão nhân vung đao chẻ củi, không hề quấy rầy. Nhưng đúng lúc này xa xa truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Diệp tử, mau tới đây. Đây là Bàn Bác la lên. Bắt được một thứ lớn, nghịch thiên, nhanh lên lại đây. Long Mã hô to gọi nhỏ, dường như phi thường kích động và phấn chấn. Trong lòng Diệp Phàm chợt nghiêm lại, chân đạp bí quyết chữ thành, rất nhanh vọt tới. Ở bên cạnh mảnh ruộng cách đó không xa, đám Bàn Bác, Long Mã, Hoàng Kim sư tử xuất hiện. Chúng ta tóm được một thần linh sắp tọa hóa. Long Mã kêu to, sợ người khác không biết.
ngươi nói lung tung gì vậy? Diệp Phàm quát lớn. Thật đó, đích xác là thần linh xưa nay hiếm thấy. Bàn Bác cùng rất phấn chấn, trong mắt lộ ra tia sáng kinh người. Đám Hoàng Kim Sư Tử, Thiên Hạc hợp lực khiêng tới một cổ quan tài đá, bên trong nằm một lão nhân toàn thân phát sáng, tóc trắng xóa, có một cổ khí tức chí thần chí thánh. Mặc dù sắp tọa hóa, sau đầu lão nhân cũng có thần hoàng bất hủ, rực rỡ lóa mắt. Thật sự là một vị thần ư? Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc nhìn bọn họ hỏi. Chính xác 100%. Đám Long Mã, Hắc Hùng, Thiên Hạc, tất cả đều đáp lại vô cùng khẳng định. Diệp Phàm có chút trố mắt nhìn trân trối, một lúc lâu sau mới nói, thần, các ngươi làm thế nào tìm được? Từ bên trong một tòa động phủ thượng cổ moi ra, thật không nghĩ tới tóm được một vị thần còn sống. Long Mã nói với sắc mặt kích động, bảo hắn vận chuyển bí quyết chữ y giả e khôi phục căn nguyên khí cho vị thần này, để phòng bị chết đột ngột. Video đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người bấm vào nút like và nhấn đăng ký kênh để xem tập sau ở đây nha.